chương 200, thực lực tề nhạc cường hãn 3. Trầm chắc tu luyện tinh thần loại dị năng mấy chục năm, sao có thể tùy tiện ứng phó được. Trải qua Takla Makan tôi luyện, thực lực tề nhạc đúng là tăng lên trong phạm vi lớn, nhưng mà, trước mặt công kích tinh thần của trầm chắc, hắn chỉ hơi có chủ kiến là ăn thiệt thòi lớn. Lúc này, hắn cảm thấy thần kinh cứng rắn của mình đau đớn như bị cắt, mất đi năng lực chiến đấu. Nhìn thấy kỳ lân xích biến mất, trầm chắc lập tức thở ra một hơi, mắt nhìn tề nhạc hai tay ôm đầu, hào quang trong mắt có một tia vui mừng hiện ra, thầm nghĩ tiểu tử này còn quá non. Trầm chắc điều chỉnh năng lượng trong cơ thể xong, tiến lên một bước, hai tay trực tiếp ấn xuống ngực của tề nhạc, ánh sáng màu xanh tuy nhỏ yếu hơn rất nhiều, nhưng từ ánh mắt xâm lãnh của trầm chắc có thể biết được uy lực công kích trong đó. Múa đao trước mặt quan công, trong đầu tề nhạc có một âm thanh vang lên, ngay sau đó, đau đớn trong đầu biến mất, một cổ khí lạnh bao phủ toàn bộ tinh thần của tề nhạc mà tinh thần lực của trầm chắc xâm nhập vào đầu tề nhạc cũng bị giải trừ toàn bộ lúc này trầm trác vừa mới công kích tới trước mặt tề nhạc thân thể của hắn chấn động hai tay run nhẹ nhẹ một cái sau đó nhanh chóng thu hồi hia tay tiếp liền lui về phía sau vài bước trong mắt tràn ngập hoảng sợ tinh thần lực bị khu trừ với tư cách người khởi xướng cảm thụ của hắn là mạnh nhất nhưng năng lượng khu trừ này không có phản kích lại nếu không chỉ sợ hiện giờ hắn đã bị thương nặng đúng lúc này một cổ khí thức khổng lồ từ trên người tề nhạc tán phát ra ngoài quang mang màu bạc trên người của hắn ảm đạm đi rất nhiều một tầng năng lượng u lam tản ra chung quanh, tề nhạc khẽ quát một tiếng. Sai khiến hiện, lâm, quang ảnh lập lè, u lam quang mang biến thành màu lam sắc, một thân dài 5 mét, thân thể thô to như cây cổ thụ xuất hiện trước mặt tề nhạc. Đó là một con rắn, có chín đầu, lần phiến có màu lam tản ra khí tức tử vong. Chín đầu, 18 con mắt lóe hàn quang, con rắn nhìn chầm chầm vào trầm chắc, sau lưng của hắn xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, vội ý thức lui về phía sau vài bước. Hào quang màu bạc trong mắt tề nhạc khôi phục lại, Trầm gia chủ, tuy tinh thần lực của ngài rất mạnh, nhưng mà, nếu so với tinh thần lực, ngài không đáng nhắc tới trước mặt sai khiến của tôi. Sai khiến, Chu Thiên Lộc từ trong bốn đại gia tộc chạy ra, nhìn thấy thâm hải minh xà, hắn nghi ngờ nói. Đây rõ ràng là hung thú, tuy khí tức của nó không tính là cường đại, nhưng tại sao nó lại ở chung với chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần các người. Truyền thừa huyền bí của Kỳ Lân có nhiều cách nói khác nhau, còn người chân chính biết rõ năng lực của Kỳ Lân không nhiều. Tề nhạc cười nhạt một tiếng, nói đúng vậy, nó là hung thú. nhưng mà kỳ lân nhất tộc chúng ta cả đời chỉ có thể sử dụng ba lần bổn mạng thần chú, mỗi lần cũng có thể sai khiến một con hung thú trở thành trợ thủ của kỳ lân. cho nên các người có thể xem tôi và nó là một thể. trời ạ, à, đây là thâm hải minh xà, còn là chín đầu lạc trường tín không có lên tiếng, hắn đang suy tư tự hỏi. hắn tu luyện thủy thuộc tính, cho nên lý giải về hung thú thủy thuộc tính cao hơn các nhà khác. chín dầu của thâm hải minh xà cao ngưỡng, ngạo nghễ nhìn qua đám người trước mắt. Thì ra, trước khi tề nhạc bị dùng tinh thần công kích của trầm chắc tiến vào trong đầu, đã làm cho thâm hải minh xà bừng tỉnh. Mặc dù năng lượng của bản thân nó chính là chín khỏa lam hải lôi châu, nhưng tinh thần lực vẫn còn. Thâm hải minh xà cũng không phải hung thú chủ tu tinh thần lực công kích, nhưng tu luyện 9.000 năm, tinh thần lực bản thân nó cực kỳ khổng lồ, dù cho không thể dùng để công kích, trợ giúp tề nhạc hóa giải công kích của trầm chắc hoàn toàn không thành vấn đề. Phát hiện chỗ tốt này, tề nhạc lập tức mang nó ra, một là uy hiếp, hay là đề phòng bị trầm trác dùng tinh thần công kích lần nữa. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của bốn đại gia tộc, lạc trường tín thở sâu, từ từ mà nói: Thâm Hải Minh Sa trong nước tuyệt đối là vương giả, là một trong bốn đại hung thú thượng cổ. Chỉ cần thân ở trong nước, Thâm Hải Minh Sa đạt tới cảnh giới vạn năm trở lên chính là vô địch. Thâm Hải Minh Sa tu luyện một ngàn năm sẽ sinh ra một đầu, vạn năm Thâm Hải Minh Sa chỉ còn một đầu, chính là bá chủ mạnh nhất trong biển. Nếu như không phải bọn chúng không thể rời khỏi nước thực lực chỉ còn lại một phần mười, chỉ sợ cả lục địa bị chúng chiếm cứ rồi. trước mắt thân thể con thâm hải minh xà này còn nhỏ, nhưng mà từ chín đầu có thể biết rõ nó là thế nào. vương của cầm tinh, tôi không rõ sai khiến anh nói là thế nào, nhưng nghĩ hẳn là anh có thể khống chế nó, có thể điều khiển và sử dụng. chúng ta thương lượng một chút nhé, chỉ cần anh đem thâm hải minh xà này giao cho lạc gia, từ hôm nay trở đi, tây bắc lạc gia sẽ là thiên lôi của sinh thiếu thủ hộ thần. hắn lại nói rất nhanh, không có chút do so dự nhưng nhìn qua hai mắt thâm hải minh xà toát ra ánh sáng màu đỏ. Lạc Trường Tín nói ra câu nói sau cùng, trong nội tâm của ba gia chủ khác kinh hãi, Lạc Trường Tín dùng ổn định mà chứ danh, hắn nói ra lời này, hiển nhiên là con thâm hải minh xà có sức hấp dẫn quá lớn với gia tộc bọn họ. Trầm chắc sai lầm chính là phán đoán sai thực lực kỳ lân, nếu như mất đi một gia tộc ủng hộ, chuyện này tiếp tục nữa, cũng chẳng thu được cái gì. Tề nhạc thông qua tinh thần lực nói với thâm hải minh xà. Không có nhìn ra a -Hát, anh bán đắt hàng như vậy, Thâm hải minh xa tức giận nói, anh là phế vật, gọi tôi ra ngoài làm gì, những con tôm nhỏ đá nhau, nếu như tôi có thực lực trước kia, hừ hừ. Tôi không chỉ ngăn cản tinh thần công kích, hoàn toàn giải quyết cảnh trước mặt, phải biết rằng, tôi vẫn suy yếu nha. Mất đi Lam hải thần châu, nó hoàn toàn không cam tâm. Tề nhạc bất đắc dĩ lắc đầu, hướng lạc trường tín nói. Thật xin lỗi, lạc gia chủ, sai khiến tương hợp tính mạng với kỳ lân, không cách nào đưa tặng. Huống chi, tôi cũng không giao đồng bạn của mình cho bất cứ kẻ nào trầm gia chủ, trận chiến này còn tiếp tục hay không? Vừa nói, hắn hơi vung tay lên, thân thể thâm hải minh xà hóa thành một làn khói màu lam dung nhập vào người của hắn. Thâm hải minh xà sau, khi bị tê nhà thôn phệ, đúng như lời của hắn nói, đã trở thành một bộ phận thân thể, cho nên không cần phải dùng kỳ lân châu chứa nó. Sắc mặt trầm chắc khi đỏ khi trắng, khi tức bất ổn, hắn đã không thể công kích, tuy còn có nhiều năng lực chưa sử dụng, nhưng mà, hắn lại rất rõ ràng, tái chiến thì mình cũng không còn cơ hội. Nhìn thấy kỳ lân thế hệ này có hai chủng năng lực bá đạo, nhất là khôi giáp hỏa hồng kia, chính là khắc tinh tốt nhất cho năng lực của mình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện Tiên Hiệp Audio, nếu bạn thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 201, Thực lực Tề Nhạc Cường Hãn 4 Thấy trầm chắc không nói lời nào, Tề Nhạc đem chắp tay sau lưng, giờ này khắc này, hắn giống như các tiền bối kỳ lân dẫn dắt thần thú rong rổi hồng hoang, không sợ hãi bất cứ hung thú nào đồng thời cũng biết rõ năng lực và câu chuyện của ba món kỳ lân bát chân. Không biết vì cái gì, một cổ nhiệt huyết sông lên đầu, ngân quang trong mắt tề nhà quét qua bốn đại gia tộc, lạnh nhạt nói. Tôi thấy thế này đi, 10 cuộc tỉ thí thời gian quá dài, không bằng chúng ta giải quyết một lần cho xong, nếu tôi tiếp được ba chiêu của bốn vị liên thủ thì sẽ thắng, bốn vị gia chủ đồng thời lên đi. Chúng ta tiếp một trận, nếu như các vị thất bại, chuyện hôm nay sinh thiếu thủ hộ thần sẽ thắng, nếu như tôi bại, tôi rời khỏi sinh thiếu thủ hộ thần, như thế nào? Tuy âm thanh của hắn rất bình tĩnh, nhưng lời hắn nói khiến người ta khiếp sợ cực điểm. Tề nhạc, lão đại, anh yên rồi. Các chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần cũng lao tới bên người tề nhạc, bọn họ không biết vì sao tề nhạc đưa ra quyết định này. Gia quy của những tinh nhuệ này rất là nghiêm khắc, nhưng tề nhạc nói. Gia quá khiêu khích, chỉ cần là nam nhân hơi có tâm huyết thì không chịu nổi vũ nhục này, có nhiều tiếng quát trói tai mang theo tức giận từ bọn họ vang lên. Tề Nhạc như không nghe thấy tiếng kinh hô của các chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần và tiếng mắng chửi của đám thành viên các gia tộc, cười nhạt một tiếng, nói: "Bốn vị gia chủ, chẳng lẽ các vị không dám hay sao? Ba lượt công kích, đủ phân thắng bại rồi." Lạc Trường Tín nhíu mày, lạnh giọng nói: "Anh đang khiêu chiến tôn nghiêm bốn đại gia tộc." Tề Nhạc cười lạnh một tiếng, nói: "Vậy hôm nay các người tổ chức hội giao lưu là cái gì? Chẳng lẽ không phải khiêu chiến tôn nghiêm của chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần hay sao?" Không cần nói tôn nghiêm với tôi, tôn nghiêm không phải người khác cho, là mình cho. Sở dĩ các người tổ chức hội giao lưu này, có bàn tôn nghiêm của sinh thiếu thủ hộ thần chúng ta sao?" Từ Chí Viễn giận dữ nói, "Kỳ Lân, anh nói có khẳng định lời mình nói không? Tốt, nếu hôm nay chúng ta liên thủ đỡ được ba kích của anh, vậy anh sẽ chứng minh năng lực lãnh đạo của bốn đại gia tộc chúng ta đúng không, cho dù bốn đại gia tộc phụ thuộc sinh thiếu thủ hộ thần thì như thế nào? Nhưng mà, anh muốn thua, bản thân anh rời khỏi thì chưa đủ." Tề nhạc nhíu mày, nói, vậy ngài muốn gì, Chu Thiên Lộc nói, nếu như anh chúng, chúng ta cũng không muốn làm khó sinh tiếu thủ hộ thần. Nhưng sau này thời điểm tất cả thủ hộ giả phương đông có hành động, hy vọng các người phải phối hợp với bốn đại tộc chúng ta. Hắn nói dấu huyền chuyển, nhưng ý tứ biểu đạt vô cùng rõ ràng. Nếu như chỉ có một mình, tề nhạc đã sớm đáp ứng, nhưng điều kiện của đối phương liên quan tới toàn bộ các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, mặc dù hắn là vương của cầm tinh, nhưng không thể quyết định chuyện của những người khác chậm rãi xoay người nhìn qua bảy người sau lưng của mình ánh mắt bọn họ không giống nhau ánh mắt của bọn họ tập trung lên người của mình thở sâu tề nhạc trầm giọng nói các vị tin tưởng tôi không chỉ một câu đơn giản khiến cho đỉnh quỷ kiến sầu yên tĩnh lại tề nhạc hiện giờ đã không có tập tính côn đồ nữa có kỳ lân ẩn cùng kỳ lân tí phụ trợ thân ảnh của hắn có chút cô độc nhưng lại ổn như bàn thạch lão đại em tin tưởng anh người mở miệng đầu tiên là điền thử ánh mắt tề nhạc và hắn nhìn nhau trong ánh mắt mang theo ấm áp của huynh đệ, không hổ là huynh đệ tốt nhất của mình, dưới tình huống gì, hắn luôn đứng ở bên mình. Yến Tiểu ất nhún nhún vai, nói, tôi không sao cả, anh là lão đại, nghe anh vậy. Mặc dù trên gương mặt anh Tuấn của hắn mang theo vài phần hèn mọn, nhưng đôi mắt phi thường thanh tịnh. Thực lực của Hải như Nguyệt mang cho tề nhạc rung động thật lớn. Cho tới bây giờ, hắn mới chính thức ý thức được thực lực sinh thiếu thủ hộ thần là cường đại ra sao, cũng chính vào lúc này, đây là thời điểm các chiến sĩ tự hào vì mình là sinh thiếu thủ hộ thần. Đồng dạng là người trẻ tuổi, tuy hành động của tề nhạc có chút xúc động, nhưng hoàn toàn hợp với tính nét hiến tiểu ất. Quản Bình nói, tề nhạc, anh nên yên tĩnh một chút, hiện tại bên ta hai thắng một thua, đã chiếm cứ ưu thế, từ cục diện mà nhìn, ba tộc trưởng của tứ đại gia tộc. Đã xuất thủ rồi, chúng ta có khả năng lớn đạt thắng lợi cuối cùng, anh cần gì mạo hiểm như vậy? Hải như Nguyệt gật gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Tề nhạc, ý của Quản Bình là ý của tôi, tề nhạc không có lên tiếng, nhìn qua từ đông, mặc địch cùng minh minh vậy các vị thì sao từ đông nói tề nhạc anh hiểu mình bây giờ đang đại biểu cái gì chứ không nên vì xúc động nhất thời mà mạc địch gật gật đầu hiển nhiên là nhận đồng với ý kiến của từ đông minh minh càng lo lắng nói tề nhạc đừng hồ đồ mau trở lại đi tề nhạc gật gật đầu nói tốt tôi hiểu ý của mọi người rồi trong bảy người chỉ có hai người tán thành nhưng tề nhạc cũng không có bất luận ý tứ không hài lòng nào lời nói ra thì như nước hất đi tôi sẽ tự phụ trách lời nói của mình quay người lại, đối mặt với bốn đại tộc trưởng. Đồng bạn của tôi không đồng ý các chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần hợp kích với các người. Nhưng mà, lời của các người đã tổn thương tôn nghiêm của tôi, tôi đương nhiên sẽ cho các người một câu trả lời thuyết phục. Hiện tại tôi chỉ có thể đại biểu bản thân mình đánh ba chiêu với các vị. Tôi ngăn cản ba kích của các vị, sau này các vị không được làm khó xử sinh thiếu thủ hộ thần, cũng phải phối hợp hành động với chúng tôi, không nhất định phải phụ thuộc, nhưng tuyệt đối không được cản tay. Chầm chắc lúc này hòa hoãn một ít, âm thanh lạnh lùng nói nếu như anh không đỡ được ba chiêu của chúng ta thì sao? Tề nhạc cười nhạt một tiếng, chỉ nói hai chữ đơn giản. Tôi chết, tề nhạc, anh điên rồi. Minh Minh không thể kìm được, nhanh như mũi tên lao tới bên người tề nhạc, sau đó giữ chặt tay trái của hắn, lo lắng nhìn vào mắt tề nhạc. Tề nhạc nhìn qua Minh Minh, hào quang màu bạc trong mắt thu liếm, ánh mắt thanh tịnh phi thường nhu hòa, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn của Minh Minh, mỉm cười nói. Tôi không có điên, tôi rất thanh tịnh, tôi làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân. Kỳ lân, vào thời thượng cổ là vương của thần thú tôi chỉ muốn nói với bốn đại gia tộc cái gì là tôn nghiêm của kỳ lân đối mặt với bất kỳ khiêu chiến nào kỳ lân cũng không lui bước tôi muốn dùng thực lực của mình nói cho bọn họ rõ tin tưởng tôi tuy tôi không có khả năng so sánh được với bốn tộc trường nhưng ngăn cản ba chiêu cũng chưa hẳn là không có cơ hội minh minh nhìn qua ánh mắt tề nhạc hào quang trong mắt tề nhạc phi thường nhu hòa nhưng lại vô cùng kiên định nhẹ nhàng gật gật đầu minh minh không nói thêm cái gì có đôi khi thời điểm nam nhân muốn làm việc nữ nhân yên lặng ủng hộ chính là động lực lớn nhất của họ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện Tiên Hiệp Audio, nếu bạn thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 202, Dị Tường Hiện, Kỳ Lân Biến 1 Minh Minh buông tay tề nhạc ra, thấp giọng nói. Phải sống, tề nhạc cười, từ trong ánh mắt của Minh Minh hắn hiểu được cái gì đó. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ sống, tôi còn muốn giải quyết phiền toái trên người của cô đấy. Phiền toái của tôi, không đợi Minh Minh đưa ra nghi vấn, tề nhạc đã đi ra ngoài mà hải như nguyệt đứng cách hắn không xa trong mắt xuất hiện hào quang phức tạp mấy lần giơ chân lên nhưng không có bước lên lời của tề nhạc nói như thế rồi hắn dùng tính mạng làm đại giá để tiến hành cuộc quyết đấu này chính là theo lời của hắn nói hiện tại hắn đại biểu tôn nghiêm của kỳ lân đứng trước mặt bốn đại gia chủ tề nhạc cảm thụ kỳ lân bát chân trên người của mình trong nội tâm lại cảm khái kỳ lân châu kỳ lân xích còn có kỳ lân ẩn ẩn chứa bi thương mỗi một kiện đều là tâm huyết tiền bối kỳ lân ngưng tụ hôm nay chính là mình dùng thân phận Kỳ Lân, đại biểu Kỳ Lân tới đón tiếp khiêu chiến. Thời điểm Tề Nhạc sắp nghênh chiến với bốn đại tộc trưởng, sẽ không nghĩ tới chuyện mình thất bại, cũng chưa bao giờ nghĩ tới tương lai của mình, tâm của hắn dung nhập vào huyết mạch Kỳ Lân. Bốn đại tộc trưởng chậm rãi tiến lên, bọn họ phân biệt đứng ở bốn phương vị khác nhau, ánh mắt đều tập trung vào người Tề Nhạc, tuy chưa hành động, nhưng bốn gã siêu cấp sĩ năng giả toàn lực phát ra uy áp giống như ngọn núi vô hình đang áp xuống. Thân thể Tề Nhạc đình trệ tại đó, đối mặt với áp lực thật lớn, hắn không chút lui bước, dưới tác dụng của uy áp khổng lồ, hắn hét to một tiếng, quần áo trên người rách tứ tung, cơ bắp toàn thân lộ ra ngoài. Cơ bắp của Tề Nhạc không phải khoa trương bình thường nhưng mỗi một khối cơ bắp đều có đường cong vô cùng ưu mỹ, kết nối phụ trợ lẫn nhau, từ âm thanh của hắn, cơ bắp toàn thân hóa thành lực lượng. Đồ án kỳ lân trước ngực và sau lưng hiện ra, đồ án này cực kỳ rõ ràng, hào quang màu bạc bao quanh thân thể Tề Nhạc, hư ảnh kỳ lân hiện lên, hóa thành một quang ảnh cực lớn phiêu phù sau lưng Tề Nhạc, hoàn toàn Chống lại uy áp của bốn người, nhưng chống lại rất miễn cưỡng. Biểu môi, tề nhạc khinh thường nói, các người chỉ có thể mang tới chút áp lực này cho tôi sao. Sắc mặt bốn đại tộc trưởng hoàn toàn biến đổi, bờ môi chu thiên lộc khẽ nhúc nhích, dường như muốn nói cái gì đó, ba người khác đồng thời gật gật đầu. Thảm kịch hơn trăm năm trước chính là tiếc núi của bốn đại gia tộc, bọn họ tuyệt đối không hy vọng chuyện này phát sinh lần nữa. Bởi vậy, bọn họ không có tính toán đánh chết tề nhạc, dưới loại tình huống này, thắng là nhất định nhưng nếu quả thật bị tề nhạc ngăn cản ba chiêu như vậy sau này bốn đại gia tộc không thể ngẩng đầu lên trước mặt sinh tiếu thủ hộ thần được nữa bởi vậy sau khi thương lượng ngắn ngủi bọn họ quyết định dùng năng lực mạnh nhất của bản thân bằng vào uy áp trên người ép tề nhạc nhận thua như vậy không chiến mà khuất người nhưng không làm tổn thương cho tề nhạc đồng thời cũng có thể đem mặt mũi tứ đại gia tộc tìm trở về uy áp tinh thần không phải công kích tinh thần bởi vậy không có bất kỳ người nào có thể trợ giúp hắn quang mang trong mắt chu thiên lộc sáng rực thân thể hơi nghiêng về phía trước, áo giáp kim loại hiện ra lần nữa, hắn đi lên trước một bước, lập tức mang theo âm thanh vang vọng, lưu lại dấu chân thật sâu dưới đất, năng lượng vàng kim không ngừng bao quanh thân thể của hắn. Trầm chắc không sử dụng dây leo tái chiến, thanh sắc quang mang trước người ngưng tụ một quả cầu, quang cầu chỉ lớn như nắm tay, nhưng bầy biện màu xanh thanh thúy, dưới tình huống dị năng của hắn hoàn toàn bị tề nhạc áp chế, hắn áp xúc năng lượng của bản thân, hình thành công kích năng lượng kết tinh. Đây chính là phương pháp ứng phó dưới tình huống bị khắc chế thuộc tính. Năng lượng thuộc tính bị áp xúc dưới dạng gì, một khi bộc phát, uy lực lớn tới kinh người. Không biết vì cái gì trên mặt Từ Chí Viễn không có tức giận, hắn động tác hơi giống với Trầm Trác, chỉ có điều, năng lượng mà hắn ngưng tụ khủng khiếp hơn Trầm Trác, hỏa hồng sắc quang mang ngưng kết thành hình thái con chim lửa, chim lửa chiều cao chừng 2 mét, hai cánh vỗ nhẹ, cánh vỗ. Nhẹ nhẹ lên đỉnh đầu của Từ Chí Viễn, hắn khống chế năng lượng tới mức độ này, khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải sợ hãi thán phục, chưa từng có dị năng nào cùng loại như thế cũng không có công kích hòa mỹ phức tạp, đơn giản hỏa cũng đủ sức giúp hắn hoàn thành công kích mạnh nhất. Lạc Trường Tín vẫn chưa xuất thủ qua, cởi trường bào trên người, lộ bộ quần áo màu xanh đậm bên trong, đây là bộ quần áo thể thao, dáng người của hắn hiện giờ hơi kỳ dị. Hai tay Lạc Trường Tín đặt trước ngực, một vòng năng lượng màu xanh ra trời rung lên, vầng sáng màu xanh ra trời mỗi lần chấn động đều mạnh hơn vài phần, giống như sóng xô bờ, ánh sáng màu xanh không ngừng bốc lên. Quá trình bốn tộc trưởng ngưng tụ năng lượng, chẳng những không có làm cho áp lực giảm xuống, ngược lại tăng lên gấp bội năng lượng kim mộc hỏa thủy không ngừng bị áp súc không khí trước mặt tề nhạc hiện giờ vặn vẹo áp lực khổng lồ như thế đổi lại là người nào cũng đã sớm sụp đổ rồi cho dù là tề nhạc hắn cũng bị khí thế của bốn người bước lui ra sau hư ảnh kỳ lân sau lưng hắn cũng bắt đầu vặn vẹo không dãy dụa trong áp lực dưới áp lực vô hình phản ứng mạnh nhất chính là cơ bắp trên người tề nhạc tinh thần không có sụp đổ nhưng cơ bắp bắt đầu run rẩy hơi nhỏ áp lực tuy là vô hình nhưng nó còn hung hiểm hơn hữu hình nếu như hiện tại bốn gia chủ toàn lực ra tay giết tề nhạc như vậy chỉ cần tinh thần của hắn hơi thư giãn lập tức đưa tới công kích của bốn người áp lực thật lớn khiến gương mặt tề nhạc thống khổ thở hổn hển từng ngụm không khí tề nhạc nửa quỵ dưới mắt đất nói tôi được tính là thông qua khảo nghiệm thứ ba chưa bóng đen biến mất trong vô hình nói nguyễn cưỡng xem như thế đi năng lực của anh đúng là kỳ diệu nhưng mà anh phải nhớ kỹ bất luận là dạng năng lượng gì đều cần phải đi qua trình hợp đặc thù sau đó dung hợp chúng cùng một chỗ mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của dị năng đó tôi hiểu tu vi của tôi hiện giờ đạt tới bình cảnh tôi đã thử rất nhiều lần đều không thể đột phá nếu như tôi đột phá bình cảnh này có lẽ không cần sợ ngài có thể nói cho tôi biết cái gì mới là phương pháp đột phá bình cảnh tốt nhất áp lực người không có áp lực không thể đột phá chỉ có đem thân đặt dưới áp lực cường đại mới có thể chuyển hóa áp lực thành động lực mới có thể trở thành cường giả chính thức những lời này có thể hữu ích trên mọi phương diện, đối với dị năng giả càng là như vậy. Nếu như không có áp lực tôi mang tới, không có áp lực của sa mạc Takla mà càng gây áp lực lên người của anh, anh có thể trong thời gian một tháng tiến bộ nhanh như thế này sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện Tiên Hiệp Audio, nếu bạn thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 203, Dị Tượng Hiện, Kỳ Lân Biến 2 Chỉ có người trảo qua thống khổ của áp lực, chỉ có dưới áp lực thật lớn mới là phương pháp tăng cường thực lực của mình lên. Nhưng anh phải nhớ kỹ, sử dụng phương pháp này tăng thực lực của mình lên, có thể nói là phương pháp tu luyện tự sát. Bởi vì chỉ có những người có thực lực mạnh hơn anh mới có thể sinh ra uy hiếp và áp lực cho anh. Anh nên đi, có lẽ anh cũng nên quay về thế giới của mình rồi. Tề nhà có chút gian nan nói, tôi có thể gọi ngài hai chữ hay không? Không cần, đây là trách nhiệm của tôi, nếu như anh muốn báo giáp tôi, thì nên ra sức cho quốc gia không có quốc làm sao có nhà, không có nhà làm sao có tôi, ha 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 ha. Chỉ nhớ trong đầu chợt lóe lên, áp lực chính là động lực, đúng a Chỉ có, trước mặt của áp lực, mình mới có thể sinh ra động lực mạnh hơn nữa, mới có thể kích phát tiềm lực của bản thân. Đối mặt với năng lượng kết tinh của bốn tộc trưởng, mang tới áp lực lớn chưa từng có, làm cho tề nhạc tràn ngập cảm giác nguy cơ, cũng chính loại cảm giác này, bốn loại vân lực trong cơ thể của hắn vận chuyển một cách điên cuồng. Đầu tiên kỳ lân châu sáng lên, tím, lam, hồng, thành bốn sắc quang mang lưu chuyển, điên cuồng hấp thu phần tử của bốn nguyên tố trong không khí, bởi vì bốn vị tộc trưởng dùng năng lượng kết tinh, cho nên tốc độ hấp thu năng lượng của Tề Nhạc gia tăng trên phạm vi lớn. Ngay sau đó, Kỳ Lân Xích không đợi Tề Nhạc thúc dục, dưới áp lực thật lớn, nó tự hành hấp thụ vân lực trong cơ thể Tề Nhạc, áo giáp Kỳ Lân màu đỏ hiện ra trên người Tề Nhạc, áp lực đang ép tới giảm đi rất nhiều. Lực phòng ngự của Kỳ Lân Xích đúng là cường hãn, áo giáp màu đỏ sinh ra khí tức miễn cưỡng chống lại uy áp. Đáng tiếc, bốn đại gia chủ liên thủ sinh ra áp lực quá lớn cho mình, kỳ lân xích dần dần bị áp chế, áo giáp dần dần xuất hiện âm thanh rắc rắc. Kỳ thật, thực lực của bốn đại tộc trưởng chỉ có thể tương đương với chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần năm sáu vân, cho dù là một, tề nhạc cũng chưa chắc giành được thắng lợi, sở dĩ có thể ngăn trận trầm chắc, cũng không phải vân lực của hắn cường đại, mà do trầm chắc thoáng chủ quan, cộng thêm lực lượng thân thể của tề nhạc mang tới rung động quá lớn, cuối cùng bằng vào thuộc tính tương khá, lúc này mới đánh lui trầm chắc, nếu không phải trong cơ thể tề nhà có thâm hải minh xà tồn tại, hắn đã bị tinh thần công kích của trầm trác đánh bại rồi. Khắc khổ tu luyện một tháng tuy tăng lên không ít thực lực, nhưng dù sao thời gian chỉ một tháng, thời điểm tề nhạc rời khỏi Taklamakan, thực lực đã đạt tới hai vân đỉnh phong, kỳ lân tăng lên một vân thì gia tộc thực lực cao hơn chiến sĩ cầm tinh nửa vân, hai vân đỉnh phong tối đa cũng chỉ miễn cưỡng so sánh được với cầm tinh bốn vân mà thôi. Tề nhạc có ưu thế lớn nhất không phải vân lực, vân lực là cần tu luyện từ từ mà đề thăng, Ưu thế lớn nhất chính là tứ tưởng Vân Kỳ Lân, hắn có thể khắc chế bất cứ dị năng thuộc tính nào. Bởi vì áp lực cho nên hào quang của Kỳ Lân Xích co rút lại, tuy áp bách lên nhục thể không mạnh, nhưng cảm giác vô cùng rõ ràng, cộng thêm áp lực của bên ngoài, lập tức khiến Tề Nhạc lui ra sau vài bước, nhưng hắn không có khuất phục, hét lớn một tiếng, thu hồi Kỳ Lân Xích, sau đó bản thân biến thành màu đỏ, phát ra một tiếng hét tức giận, mỗi lỗ chân lông trên người Tề Nhạc đều bị áp lực mạnh mẽ áp chảy máu tươi. Các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đồng thời tiến lên một bước, thành viên bốn đại gia tộc luôn chú ý tới bọn họ, lập tức vây chung quanh bọn họ, mỗi một vị chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đều không thấy tề nhạc phản kích, tuy phản kích sẽ đưa tới công kích của bốn gia chủ, nhưng có thể trong quá trình đó tìm được vài phần cơ hội. Nếu như chính diện đối kháng áp lực của người ta, vô tình ý chính là tìm chết. Trừ phi thực lực của tề nhạc mạnh hơn bốn đại gia chủ cộng lại, nhưng chuyện này có thể sao? Minh Minh thấp giọng nhìn Hải như Nguyệt nói, chị như Nguyệt, chúng ta làm gì bây giờ? Tề nhạc đang làm cái gì vậy? Hải Như Nguyệt có chút phẫn nộ nói. Anh ta đang làm cái gì? Chính là tự sát, gia chủ bốn đại gia tộc đã lưu thủ, không có trực tiếp công kích, nếu không, hiện giờ hắn đã chết rồi. Không cần phải xen vào, tôi tin tưởng bốn đại gia chủ không dám giết kỳ lân đâu. Sau đó chúng ta sẽ thu thập anh ta. Dưới áp lực khiến bốn loại vân lực trong cơ thể vận chuyển nhanh chóng hơn, bởi vì áp lực quá lớn, năng lượng vân lực vận chuyển đã có dấu hiệu ngưng kết. Tề nhạc biết rõ, một khi năng lượng trong thân thể ngưng kết, chỉ cần tiến vào đan điền, như vậy, một thân thực lực của mình sẽ bị hủy. Hắn hối hận sao? Không, hiện giờ hắn không chút hối hận, bởi vì, hắn ở trong sa mạc Takla Makan cũng cảm nhận cảm giác này rồi. Đột nhiên kỳ lân châu trước ngực biến thành nóng rực, kỳ lân ẩn sau lưng thì lạnh như băng, hai chủng năng lượng nóng lạnh va chạm với nhau, toàn thân giống như bị nổ tung, bốn loại vân lực hoàn toàn hỗn loạn, lập tức bộc phát vân lực không giữ lại, lao ra ngoài từ lỗ chân lông của hắn một cổ khí lưu ôn hòa từ xá lợi thủ chảy vào thân thể châu tề nhạc bảo vệ lục phủ ngũ tạng của hắn núi thiên hương đỉnh quỷ kiến sầu đột nhiên tối sầm lại trên bầu trời không chỉ có mây đen đồng thời còn vì năng lượng của bốn người mà khiến thiên địa cũng phải ảm đạm đi rất nhiều nhưng lúc này năng lượng của bốn gia chủ thu liếm đi một nửa đột nhiên một đạo quang ảnh cực lớn phóng lên trời đó là một con kỳ lân thân đen lông bạc chân đạp tường vân bốn màu trong nháy mắt phóng lên trời một đạo ánh sáng màu bạc chiếu sáng toàn bộ đỉnh núi quỷ kiến sầu bốn cột sáng năng lượng giáng xuống, ngưng tụ thành một điểm. Đột nhiên xuất hiện quang ảnh này như bao quát toàn bộ thiên địa, quang ảnh này toàn bộ do vân lực trong người tề nhạc tạo thành, thời điểm quang điểm bằng vân lực xuất hiện, năng lượng lại tiến vào thân thể của hắn. Hải như nguyệt trừng to mắt, thất thanh nói, dị tượng hiện, kỳ lân biến, chẳng lẽ là, bốn đại gia chủ phát ra áp lực hoàn toàn bị quang ảnh này đào thải ra ngoài, ánh mắt của bọn họ lập tức bị hư ảnh kỳ lân hấp dẫn, tuy chỉ trong nháy mắt, tề nhạc phía dưới đã xuất hiện biến hóa, tóc dài màu đen rối tung ở sau lưng, không biết lúc nào chính giữa mái tóc xuất hiện một nhúm tóc bạc, hai mắt do sử dụng vân lực kỳ lân cũng biến từ bạc thành đen, đen như mực, giống như hai khỏa huyền bảo thạch không có tạp chất. Toàn thân bao trùm trong lân phiến màu đen, lân phiến màu đen tỏa ra hào quang âm trầm, tác dụng của kỳ lân ẩn đỏ sậm sau lưng phụ trợ như biến thành người khác, Tề Nhạc hiện giờ nhìn hắn như một ma thần từ trong địa ngục đi ra ngoài. Nhưng mà, trên mặt hắn không có mặt nạ như các chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần khác. Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện Tiên Hiệp Audio, nếu bạn thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 204, Dị Tượng Hiện, Kỳ Lân Biến 3 Cánh tay phải đặc thù của hắn, cũng chỉ có vị trí cánh tay phải là không có lân phiến màu đen, bởi vì bản thân cánh tay và áo giáp đều đen, nhưng trên cánh tay có đường vân màu bạc xuất hiện, đường vân màu bạc phi thường. Đặc thù, đó là từng đường vân như vân tay, trên vân tay như có gai nhọn, cảm giác những vân tay này như mặt trời vậy, thể thích cánh tay phải hơi lớn hơn cánh tay trái, nhưng không có rõ ràng như trước đó. Kỳ lân châu trực tiếp hiển hiện ra trên ngực giữa bộ giáp, mi tâm tề nhạc lại có đường vân hình thoi là kỳ lân xích nhô ra, có ánh sáng chói mắt xuất hiện, giống như trên trán có khảm nạm một viên bảo thạch. Một tầng hào quang mảnh xanh nhu hòa nương thương hào quang màu tím bao quanh thân thể của hắn, biến hóa nhỏ này làm nổi bật thân thể của hắn. Quang ảnh kỳ lân trên bầu trời không ngừng ngưng tụ hào quang mãnh liệt, thân thể màu đen, bộ lông màu bạc, cái sừng vươn cao đứng ngạo nghễ trên không trung, tản ra khí thức kỳ lân cường hoành. Đúng, trước mặt áp lực thật lớn, tại tề Nhạc tận lực đi thừa nhận áp lực này, rốt cuộc thăng lân quyết của hắn sinh ra biến hóa về chất, từ cảnh giới hai vân đỉnh phong đột phá lên ba vân, rốt cuộc có được năng lực bản trúc tương dị hóa, mặc dù chỉ là dị hóa giai đoạn đầu tiên, nhưng sau khi dị hóa thực lực sẽ gia tăng toàn diện, thủy vân lực, lôi vân lực dưới tác dụng của chín khỏa lam hải lôi châu đồng thời tăng lên bốn vân, nhưng Tề Nhạc lại phát hiện rõ ràng, trong chín quả lam hải lôi châu có một quả đã hết năng lượng biến thành một viên bảo thạch không còn màu sắc, không còn năng lượng nữa. Chát cách lỗ đại sư đã từng nói qua, chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần bình thường, mỗi khi thăng vân quyết tăng một vân, thực lực chỉ tăng lên gấp 1,5 lần, mà với tư cách kỳ lân, khi hắn tăng lên một vân, thực lực sẽ tăng lên gấp đôi. Nói cách khác, chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần bình thường khi tăng lên 3 vân, thực lực chỉ tăng lên gấp 2,25 lần so với một vân, mà với tư cách kỳ lân, tăng lên tới cảnh giới 3 vân, thực lực của hắn sẽ tăng lên gấp 4 lần so với một vân, đây chính là ưu thế của sinh tiếu thủ hộ thần, càng về sau, loại tình huống này sẽ càng trở nên rõ ràng. Mà bản trúc tương dị hóa của sinh tiếu thủ hộ thần cùng bản tương dị hóa của kỳ lân, dưới tình huống vân lực như nhau sẽ tăng lên gấp đôi, bản trúc tương dị hóa của sinh tiếu thủ hộ thần sau giai đoạn thứ hai sẽ tăng lên gấp đôi, cường độ dị hóa tăng lên gấp 1,5 lần giai đoạn đầu, mà bản trúc tương dị hóa của tề nhạc lại tăng lên gấp 2 lần, bởi vậy, khi tu vi kỳ lân càng cao, sẽ càng chênh lệch lớn với chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần một khi xuất hiện kỳ lân chín vân, vậy hắn tiếp cận thần rồi. Thậm chí đã là thần, dựa theo vân lực mà tính toán, hải như nguyệt cảnh giới 6 vân, thực lực tăng lên gấp 7,5937 lần so với lúc một vân, mà tề nhạc chỉ cần đạt tới 3 vân, nhưng trên thực tế lôi vân lực và thủy vân lực đã đạt tới 4 vân, dựa theo năng lực tăng lên của kỳ lân, thực lực tứ vân kỳ lân sẽ tăng lên gấp 8 lần so với ban đầu. Nói cách khác, từ trình độ nào đó mà nói, thực lực của tề nhạc bây giờ đã vượt qua hải như nguyệt là tồn tại mạnh nhất trong sinh tiếu thủ hộ thần rồi. Đương nhiên, đây không cân nhắc tới tình huống bản trúc tương dị hóa, Hải Như Nguyệt đã có bản trúc tương dị hóa giai đoạn thứ hai, từ góc độ này mà nói, thực lực tổng thể của Hải Như Nguyệt đã mạnh hơn Tề Nhạc không ít. Nhưng mà, Tề Nhạc là tứ tường Vân Kỳ Lân A Hát. Thực lực của hắn tăng lên bốn vân, đã không còn hai chữ khủng bố để hình dung nữa. Kỳ Lân Châu trước ngực có bốn đạo hào quang lưu truyền, thời gian dừng lại ở hai màu sắc lam và tím lâu hơn một chút. Nhưng thời gian thật sự không qua một phút, gia chủ của bốn đại gia tộc và người ở đây đều kinh ngạc há hốc mồm. Khí thế trên người tề nhạc cũng không vì năng lượng biến hóa mà manh hơn, ngược lại yếu đi trên phạm vi lớn, nhìn nụ cười đắc ý trước mặt của hắn, giống như một người vô hại. Thế nhưng mà, tầng lân giáp trên người của Hương lại tràn ngập cảm giác nguy hiểm thật sự là cả người lẫn vật vô hại sao. Liếm tức, một trong những năng lực của kỳ lân ẩn, dưới tình huống kỳ lân sử dụng bản tương dị hóa, tự nhiên có thể thu phóng tự nhiên. Tề nhạc không có động, hắn lặng lẽ đứng đó, nhưng thần quang trong mắt không ngừng lóe ra mỗi một lần lập lòe vui vẻ trên mặt càng gia tăng kỳ thật chính hắn cũng không biết thành tựu ngày hôm nay đã không thể bỏ qua cố gắng của hắn nhưng đồng dạng trọng yếu chính là phật xá lợi từ tạo thành xá lợi thủ châu trợ giúp cực lớn cho hắn tề nhạc tu luyện cũng giống như lần hắn hấp thu lôi điện trên máy bay cho dù là kỳ lân cũng rất khó thừa nhận kỳ lân chính là điềm lành trời ban trong lúc vô hình vận khí giúp hắn rất nhiều nhưng mà nếu như không có xá lợi thủ châu ổn định nhân tố không ổn định thời điểm trọng yếu nhất chân an tâm thần của hắn, Trấn định vân lực của hắn, hắn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đột phá lên ba phân. Xá lợi thủ châu cộng thêm kỳ lân bát chân, vào thời điểm tề nhạc nguy hiểm nhất gia tăng thực lực của hắn lên cao, đây chính là cách kích thích tiềm lực tốt nhất, mới khiến người kế thừa kỳ lân sau khi thức tỉnh không được một năm, đã đạt tới trình độ hiện tại. Ánh mắt của bốn đại gia chủ từ trên không trung chuyển qua người tề nhạc, biến hóa của tề nhạc làm bọn họ hô to không ổn, nhưng cho dù là hiện tại, bọn họ cũng không tin tề nhạc có thể bằng vào sức một mình ngăn cản được công kích toàn lực của bốn người bọn họ. Dưới tình huống dùng bản trúc tương dị hóa, khí tức trên người tề nhạc không ngừng khuếch trương ra bên ngoài, cũng không có mang áp lực cho bốn đại gia chủ, nhưng mà, tề nhạc hiện tại, không có bất kỳ khí thế nào, nhưng lại giống một vực thẩm không thấy đáy, bất luận bốn đại gia chủ thúc giục áp lực khổng lồ thế nào, cũng không có biện pháp cấu thành uy hiếp cho bản thân hắn giống như con thuyền nhỏ trên biển cả mênh mông nhưng con thuyền lại chính là định hải thần châm mang tới hy vọng cho bản thân vì danh dự của gia tộc, bốn vị gia chủ tâm ý tương thông, bọn họ đều biết rõ, hiện tại đã không phải là vấn đề uy hiếp có thể giải quyết được. Ánh mắt bốn người trở nên lợi hại, năng lượng trên người cũng hoàn toàn ngưng tụ lại, hào quang sáng bóng như kim loại lóe lên, có thể nhìn rõ trong tay của họ chính là một viên đá cứng. So về lúc trước chiến đấu với Hải Như Nguyệt, hiện tại cục đá nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mà, uy lực thì lớn tới mức khủng bố. Quang cầu màu xanh lá, quang cầu màu đỏ, quang cầu màu xanh ra trời, viên đá kim loại không ngừng tản mát năng lượng cực lớn. Tề nhạc động, sau khi đột phá lên ba vân, hiện giờ hắn phát hiện dưới bất kỳ tình huống nào cũng phải bảo trì thanh tịnh Dưới loại tình huống này, cho dù hắn có thực lực tiếp cận hải như nguyệt, nhưng hắn cũng hiểu được, bằng vào một mình hắn, làm sao có thể chống lại bốn gia chủ đây. Cho nên, hắn chỉ có động, không động cũng chỉ có chết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện Tiên Hiệp Audio, nếu bạn thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 205, Dị Tường Hiện, Kỳ Lân Biến 4 Kỳ Lân huyến hóa bộ mê tung, tề nhạc bước đầu tiên không phải bước lên phía trước mà là bước qua bên trái thân thể có chút uốn éo ngay sau đó toàn thân giống như con báo đang tích xúc thực lực chờ phát động kỳ lân châu trước ngực áo giáp màu đen đột nhiên lúc này phát ra hào quang hỗn hợp bốn loại hào quang đồng thời từ trong kỳ lân châu lao ra một màn kỳ dị xuất hiện áo giáp kỳ lân màu đen có bốn đạo hư ảnh lao ra theo thứ tự là tím lam hồng thanh bốn hư ảnh là hình dáng của tề nhạc chỉ có điều màu sắc khác với bản thể tề nhạc ngay cả tề nhạc cũng không biết xuất hiện tình huống như vậy hai chân bốn đạo ảo ảnh như mê như huyễn không ngừng biến ảo thân thể hơi cong lên cánh tay phải thủ ở trước ngực năng lượng bốn màu đại thịnh nhất là thân ảnh màu xanh và màu tím bốn đạo ảo ảnh kỳ lân phóng thẳng vào bốn gia chủ lôi vân lực chống lại dị năng kim loại của chu thiên lộc thủy vân lực chống lại dị năng hỏa hệ của từ Chí viễn hỏa vân lực chống lại dị năng mộc của trầm trác mà phong vân lực thì trông lại dị năng thủy của lạc trường tín bốn ảnh kỳ lân phân thân đúng là kinh dị bốn đại gia chủ đang cân nhắc có nên ra tay hay không bốn ảnh kỳ lân đã tới trước người bọn họ, mà bồn tôn tề nhạc chính là màu đen, hư ảnh kỳ lân xuất hiện cũng đã biến mất. Người có nhãn lực tốt nhất đương nhiên là Hải Như Nguyệt, cũng chỉ có nàng dựa vào bản trúc tương dị hóa giai đoạn thứ hai, thị lực tăng lên thật mạnh mơ nhìn ra lờ mờ, đó cũng không phải bốn ảnh kỳ lân, mà đều là tề nhạc, cái gọi là bốn ảnh kỳ lân phân thân chính là tốc độ quá nhanh nên sinh ra mà thôi, tốc độ nhanh tới mức tạo thành tàn ảnh, Hải Như Nguyệt cũng không dám khẳng định bốn cái ảnh này là thật hay là giả. Sự thật trả lời vấn đề của Hải Như Nguyệt, oanh, 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 bốn âm thanh vang vọng to lớn, đỉnh núi quỷ kiến sầu như trải qua một cơn rong bão to lớn, bốn loại năng lượng triệt tiêu và giao hòa lẫn nhau đánh vào người của bốn gia chủ, trong quang. Mang lóe ra, năm thân ảnh phân ra đã dung hợp lại. Thân thể bốn đại gia chủ đồng thời lui ra phía sau ba bước, năng lượng bọn họ tích góp đã bị đanh ta hơn phân nửa, khí thức mạnh mẽ đã giảm xuống rất nhiều. Mà thân thể tề nhạc thì lăng không lộn mèo xuất hiện ở phía chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, trong quang mang lóe ra, hào quang từ kỳ lân châu trên ngực tề nhạc yếu đi rất nhiều sắc mặt tề nhạc có chút tái nhợt áo giáp kỳ lân trên người tề nhạc cũng ảm đạm đi ngực tề nhạc phập phồng lên xuống cánh tay phải hơi run rẩy tấm bia đá cực lớn ghi ba chữ quỷ kiến sầu đã tiêu thất vào hư không cả đỉnh núi quỷ kiến sầu lấy chỗ năm người giao thủ trong diện tích trăm mét vuông mặt đất hạ thấp xuống nửa mét chỗ hạ thấp trên mặt đất phẳng như kim loại sáng bóng giống như dùng đao gọt vậy đôi mắt đen thâm thúy của tề nhạc liên tục lập lè trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ sau một kích vừa rồi chẳng những khí thế không có chút yếu bớt ngược lại trở nên cường thịnh hư ảnh kỳ lân cực lớn không biết lúc nào hiện ra sau lưng của hắn khí thế cường đại ẩn ẩn mang theo xu thế phản công dùng thực lực của hải như nguyệt mạnh nhất sinh tiếu thủ hộ thần cũng bị một kích này làm chấn động ít nhất từ biểu hiện mà nhìn cuộc diện hai bên là bất phân thắng bại đây chính là lấy một địch bốn a cho dù là hải như nguyệt có thực lực chống lại một vị gia chủ thắng cũng không thoải mái mà tề nhạc lại bằng vào sức mình chiến đấu với bốn người loại tình huống này chẳng những bốn đại gia tộc không cách nào tưởng tượng cho dù là chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cũng không có khả năng dự liệu dù sao bất luận là trước kia hay hiện giờ còn chưa bao giờ có ai nhìn thấy thực lực của kỳ lân là cái dạng gì bản tương dị hóa của kỳ lân cũng mới xuất hiện lần đầu ánh mắt của bốn đại gia chủ kinh nghĩa trừ tây bắc lạc gia gia chủ lạc trường tín không có cảm giác gì ra ba gia chủ khác cực kỳ khó chịu thân thể chu thiên lộc hoàn toàn tê liệt hắn không ngừng thúc giục dị năng khôi phục mà hỏa diễm bao phủ toàn thân từ trí viễn cũng yếu đi rất nhiều tề nhạc mạnh nhất chính là lôi và thủy tuy bốn loại năng lực phân biệt công kích bốn người nhưng mà năng lực kỳ lân bốn vân cũng thể hiện uy lực mạnh mẽ của chúng hai vị gia chủ này bị đả kích nặng nhất tuy thân thể bọn họ còn ổn định nhưng khí tức trên người không ngừng run động xui xẻo nhất chỉ sợ là trầm trác đối mặt hỏa vân lực thuộc tính mộc của trầm trác bị hỏa vân lực khắc chế hoàn toàn y phục trên người hoàn toàn cháy khét năng lượng trong người không ngừng co rút toàn thân có từng đợt hỏa diễm truyền ra Bốn đại gia chủ vào lúc này đều tận lực khôi phục thực lực, bọn họ nghĩ đến, tề nhạc đồng thời thừa nhận một kích của bọn người, thời gian cần khôi phục dài hơn bọn họ mới đúng, nhưng mà, tề nhạc lại lần nữa mang rung động tới cho bọn họ, lúc hắn rơi xuống đất, thân thể sau khi lui ra phía sau bảy tám bước, chỉ trong một giây ngắn ngủi, hắn lại lao lên. Kỳ lân huyến hóa bộ mê tung, tề nhạc lại động, lúc này đây, không có bốn ảo ảnh kỳ lân xuất hiện, mà xuất hiện vô số tề nhạc, bóng đen trùng trùng điệp điệp, ở trong bóng đen, một tiếng gào thét trầm thấp vang lên, bóng đen như ngân long lóe lên rồi biến mất, thân ảnh này lao tới Lạc Trường Tín gần nhất. Bốn đại gia chủ tức giận gầm lên, Tề Nhạc liên tiếp chủ động công kích hoàn toàn kích phát lửa giận trong lòng bọn họ, tuy năng lượng của bọn họ chưa khôi phục lại, nhưng mà, dù sao bọn họ chính là nhân tài kiệt xuất nhất của thủ hộ giả Phương Đông, trong tức giận, tiềm lực của bọn họ bộc phát phi thường cường đại. Thân thể kim loại của Chu Thiên Lộc giống như đạn pháo bắn thẳng về phía Tề Nhạc, đánh vào vô số huyễn ảnh kia, hai tay từ chí viễn phát ra hai con hỏa long, quấn lấy cổ tay, vây tất cả bóng đen kia lại, dưới tác dụng của hai đạo hỏa long, diện tích của bóng đen không ngừng co rút lại. Trầm chắc không có công kích, thân thể của hắn lui ra phía sau, ngay sau đó, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể như bắn ra năm đạo quang ảnh màu xanh, hai chân, đầu, ngực, bụng, bay vào không trung. Đột nhiên Lạc Trường Tín cảm giác mình không thể hô hấp được, áp lực khổng lồ trước mặt, dưới áp lực này, hắn buông tha công kích, đùi phải lui ra sau nửa bước, song trường làm ra tư thế chống đẩy, hét lớn một tiếng, ngưng băng thuật, làm sắc quang mang biến thành màu trắng, một tầng băng cứng dày một thước bao trùm thân thể của hắn vào trong, đây cũng không phải băng bình thường, hoàn toàn do thủy thuộc tính ngưng kết cao độ hình thành, trình độ cứng rắn đã vượt qua sắt thép. Không biết là vì hỏa long trùng kích, hay năng lượng của tề nhạc không đủ, đột nhiên vô số bóng đen biến mất, cùng lúc đó, không gian như vặn vẹo, tuy đây chỉ diễn ra trong một phần ngàn giây ngắn ngủi, nhưng cục diện hoàn toàn biến hóa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh chuyện tiên hiệp audio, nếu bạn thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 206, áp lực điên cuồng từ Trung Cực Kỳ Lân Tí 1. Công kích vốn dĩ đã tới trước người Lạc Trường Tín lại biến mất, mà hào quang màu bạc xuất hiện trước mặt của Từ Chí Viễn đang khống chế hai con hỏa long kia, một đạo hào quang màu bạc lóe lên, năng lượng ngưng kết thành nắm đấm cực lớn. Trong hào quang này, từng sợi tơ màu đen, đây mới là năng lượng bổn nguyên của Kỳ Lân, năng lượng tới từ huyết mạch. Kỳ Lân Tí hiện phá thương khung. Lâm, từ chí viễn không hổ là gia chủ từ gia, dưới tình huống nguy cơ trước mặt, trước mặt kỳ lân tý cường đại, hắn thu hồi hai con hỏa long đang ngưng kết lại, ngưng tụ thành một ánh lửa ngăn cản tề kỳ lân tý. Hào quang màu bạc hiện ra trước mặt anh lửa, song trưởng từ chí viễn bộc phát năng lượng cực mạnh đã biến yếu đi rất nhiều, trên mặt hắn xuất hiện nét thống khổ mãnh liệt, nhưng dù sao hắn cũng ngăn cản được. Hắn cũng không cần đánh bại tề nhạc, dưới tình huống kỳ lân tý không đạt được thắng lợi, nhưng thứ hắn cần hiện giờ chỉ là đợi đến lúc ba gia chủ khác lao tới cứu viện cho nên, hắn chỉ cần ngăn cản thời gian ngắn ngủi, đáng tiếc, tề nhạc không cho hắn cơ hội này. Binh, hào quang lập tức lóe lên, từ trí viễn kêu thảm một tiếng, thân thể bị đánh bay ra ngoài, hỏa tinh tứ tán, máu tươi phun ra ngoài, thân thể của hắn bị đánh bay ra sau. Hàn quang trong mắt tề nhạc cực mạnh, cửu tự chân ngôn, đã xuất hiện chữ thứ hai, kỳ lân, cửu tự chân ngôn, cùng thăng lân quyết cùng một nhịp thở, mỗi khi vân lực tăng lên, lúc phát huy bất luận năng lực nào của kỳ lân, có thể đọc nhiều hơn một chữ, ngoại trừ bổn mạng thần chú, mỗi khi dùng một chữ, kỳ lân sử dụng năng lực nào cũng tăng lên vài phần. đổi lại tề nhạc trước kia, hắn rất khó nắm giữ cơ hội này, nhưng mà sau khi hắn từ Taklamakan trở về đã khác rồi. trong giai đoạn cuối cùng hắn không ngừng chiến đấu, kinh nghiệm thực chiến của hắn dưới áp lực đã tiến bộ cực lớn. sau khi đánh bay từ chí viễn, thân thể tề nhạc lại xuất hiện tàn ảnh, mà gia chủ kia cũng đã làm ra chuẩn bị, nhưng chỉ phá hủy tàn ảnh. tề nhạc vừa lui lại tiến, đồng thời trong miệng phun một ngụm máu, hào quang màu bạc bành trướng đấu hai đạo hào quang màu bạc từ kỳ lân tí hiện ra chung quanh lúc này vân lực bốn màu hiện ra chung quanh thân thể tề nhạc như bay lên hắn đạp lên liên tiếp đánh ra ba quyền ba gia chủ vừa phát động công kích nên khí thế yếu đi rất nhiều mà mình tề nhạc lại đánh bay sự liên thủ của ba gia chủ hắn dùng bị thương phát động công kích của mình sau hai lần tiếp xúc ngắn ngủi tề nhạc tuy bị thương nhưng mà bốn vị gia chủ đã có một vị mất đi năng lực chiến đấu hai vị đã bị thương ở các mức độ khác nhau dùng sức một mình sáng tạo ra chiến tích này tạo ra thành tích như vậy, không thể không xưng là kỳ thích. Nhưng mà, hết thảy còn chưa kết thúc, Tề Nhạc lại ngăn cản truy kích của ba gia chủ, hư ảnh Kỳ Lân sau lưng đồng thời biến mất với hắn, chính là lúc Kỳ Lân ẩn phát huy tác dụng. Ba vị gia chủ liếc nhau, bọn họ đều nhìn thấy hoảng sợ trong mắt đối phương. Với tư cách người đứng đầu bốn đại gia tộc của thủ hộ giả Phương Đông, bọn họ mắt cao hơn đầu, tuy cũng từ điển tịch của gia tộc. Tìm hiểu thực lực của sinh thiếu thủ hộ thần, nhưng tuyệt đối không ngờ một người trong sinh thiếu thủ hộ thần hơn nữa còn là kỳ lân yếu nhất trong truyền thuyết, lại có thực lực chống lại bọn họ, vào thời khắc này, bọn họ đã mang địa vị tề nhạc đặt ngang bằng bản thân mình. Cơ Minh Minh thông minh hô lên, đã hai lần công kích, còn một kích cuối cùng, tinh thần ba gia chủ chấn động, một kích cuối cùng, đây là một kích mang theo vinh dự của bốn địa gia tộc, ba người cơ hồ đứng cùng một chỗ, đưa lưng vào nhau, hình thành một hình tam giác, Chu Thiên Lộc cùng Lạc Trường Tín vô ý thức bảo vệ trầm chắc bị thương nặng hơn mà trầm chắc lại không ngừng phong thích lục quang, hắn thả ra chín đạo lục quang vây quanh đỉnh đầu của ba người. Tay phải Chu Thiên Lộc đưa một ngón lên, trầm chắc phóng thích chín đạo lục quang đã bị hắn không chế, hóa thành thanh kiếm, vây quanh thân thể của ba người, cơ hồ phong kín tất cả góc độ có thể bị công kích, ba vị gia chủ đồng thời phóng thích tinh thần lực của mình ra ngoài, tìm kiếm khí tức của Tề Nhạc. Tề Nhạc tàng hình xong, nhanh chóng lui ra một bên thổ hồn hển, mặc dù chỉ giao thủ hai lần, nhưng dưới áp lực của bốn tộc trưởng, bốn loại vân lực của hắn suy yếu trên phạm vi lớn, khi huyết trong cơ thể cuồn cuộn, nhưng một kích cuối cùng, thân thể của hắn ngưng trọng, tay phải sử dụng kỳ lân tí lúc này không bị khống chế run rẩy nhẹ nhẹ. Hiện tại tình thế rất phi diệu, tuy tề nhạc toàn lực khôi phục phân lực, nhưng tâm thần ba đại tộc trưởng dần dần ổn định lại. Dưới sự khống chế của Chu Thiên Lộc, chín chuôi kiếm màu xanh lá kia đang mở rộng ra. Tàng hình cũng không có nghĩa là không tồn tại, một khi bị bất cứ thanh kiếm nào đụng phải, tề nhạc sẽ bị bọn họ tập trung. Tề nhạc rất nhanh đoán được bây giờ mình nên làm cái gì, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên bay lên không trung dưới tác dụng của phong vân lực hắn người nhẹ nhàng bay lên không trung tường vân bốn màu nâng thân hình của hắn lên chậm rãi bay lên đầu của bốn gia chủ tuy hắn sợ độ cao nhưng khoảng cách chỉ vài mét vẫn thừa nhận được trong quá trình phi hành vân lực trong cơ thể không ngừng đưa vào cánh tay phải tề nhạc nhìn thây từng đạo hào quang màu bạc màu đen trên cánh tay phải huyết mạch kỳ lân trong cơ thể không ngừng chuyển động thân hình hơi lưu chuyển tay phải nhanh chóng lắc lư vài cái thời điểm hắn đánh ra kích đầu tiên bởi vì sử dụng vân lực công kích thân hình hiển hiện ra, ba vị gia chủ đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trên, chín đạo lục quang không có bất kỳ gián đoạn nào xoay quanh đỉnh đầu bọn họ. Điện quang màu tím xuất hiện ở đỉnh đầu Chu Thiên Lộc, mà lam sắc quang mang như một thủy cầu cực lớn đánh lên đỉnh đầu Lạc Trường Tín. Dưới tác dụng của Lam Hải Lôi Châu, hai chủng vân lực mạnh nhất chính là thủy lôi hai thuộc tính, do kỳ lân tí phát ra, huống chi hai chủng này lại phát huy tới cực hạn. Chu Thiên Lộc nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành kim loại không thể ngăn cản lôi điện, nhưng mà, một thuộc tính lại không dẫn điện, chín đạo kiếm quang đồng thời thu về, ngăn cản công kích của tề nhạc về phía của hắn, nhưng tề nhạc lúc này đã toàn lực công kích, ngăn cản thì ngăn cản, nhưng hắn vẫn xuất hiện tê liệt. Dùng thủy đối thủy, bởi vì tề nhạc phải tâm phân nhị dụng, thực lực bị tổn hao, lạc trường tín đã chiếm cứ thượng phong, hai luồng ánh sáng màu lam bắn ra, tề nhạc phát động thủy vân lực đã bị diệt, lạc trường tín phát ra ánh sáng màu lam phóng lên trời. Nhưng vào lúc này, tề nhạc đã dùng kỳ lân du tránh thoát, giống như con cá bơi đi. Lân giáp màu đen biến thành màu hồng, ngay cả kỳ lân châu cũng không có thoát khỏi lân phiến hình thoi trên trán tề nhạc lập tức tỏa ra hào quang sáng chói kỳ lân xích phát huy tề nhạc giống như muốn tự sát mở hai tay ra lập tức lách mình đến trước mặt trầm chắc. bạn đang nghe chuyện trên kênh chuyện tiên hiệp audio nếu bạn thấy hay hãy like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 207, áp lực điên cuồng từ trung cực kỳ lân tí 2. bởi vì trầm chắc lúc trước giao thủ với tề nhạc bị tổn thương lúc này phóng thích chín đạo lục quang ngăn cản công kích thay cho lạc trường tín năng lượng còn thừa hiện giờ không đủ ba thành mắt thấy tề nhạc đánh về phía mình trong lòng hoảng sợ vô ý thức đánh ra một trường mang năng lượng một thuộc tính thân thể dùng tốc độ nhanh nhất lui ra phía sau nhưng mà hắn làm sao biết được tề nhạc muốn hắn làm như thế trận hình tam giác hoàn mỹ bởi vì trầm chắc mà xuất hiện hỗn loạn thân thể tề nhạc trực tiếp vào vị trí của trầm chắc tay trái mang theo lôi thủy hai chủng năng lượng tay phải dùng kỳ lân tí, cải biến phương hướng, trực tiếp đánh lên Chu Thiên Lộc và Lạc Trường Tín. Lục sắc quang mang, thủy quang xanh đậm, lôi quang và màu đen của kỳ lân tí, trong nháy mắt va chạm với nhau. Không khí yên tĩnh lại, ở trung tâm năng lượng giao điểm với nhau, sinh ra vòng xoáy tròn, vòng xoáy nhanh chóng cắn nuốt tất cả năng lượng, đem tất cả đưa vào bình tĩnh. Trầm chắc lui ra xa xa kinh nghi bất định nhìn qua chiến trường, Tề Nhạc, Chu Thiên Lộc, Lạc Trường Tín ba người đều lặng lặng đứng ở nơi đó, thân thể của ba người không có hào quang gì cả, áo giáp kỳ lân trên người tề nhà cùng với kỳ lân xích đều dần dần rút đi trên người hắn xuất hiện một vết thương không cạn máu tươi chậm rãi chảy xuôi kỳ lân xích cùng kỳ lân giáp tuy ngăn cản được thủy thuộc tính của lạc trường tín nhưng bởi vì chu thiên lộc còn chưa tiêu hao toàn bộ năng lượng nên vận dụng chín đạo lục quang của trầm trác biến thành kiêm đánh hắn bị thương thế nhưng mà nhìn thấy một màn này tâm của trầm trác lại chìm xuống song phương đổ ước chính là tề nhạc có thể lấy sức một người địch lại ba lượt công kích của bốn tộc trưởng lúc này tuy trên người tề nhạc chảy mau nhưng hắn vẫn đứng đấy hắn thắng dưới vây công của bốn gia chủ hắn kiên trì được hơn nữa trong ba lượt công kích cũng không có bị buộc bách xuống hạ phong áo giáp kim loại trên người chu thiên lộc cũng biến mất giống như kỳ lân giáp của tề nhạc sắc mặt của hắn biến đổi vẫn không chịu nổi phun ra một ngụm máu tươi thân thể có chút lay động mới nghiến cưỡng đứng vững ánh mắt tề nhạc kiên định nhìn qua hắn hắn không nói gì đành phải nhìn qua hai người khác lạc trường tín thở dài một tiếng gian nan nói chúng ta thua tề nhạc gật gật đầu vừa muốn há miệng nói cái gì đó lại phun ra một cổ máu tươi thân thể thoáng một cái lui về phía sau nửa bước mới đứng vững thân hình trên mặt mỉm cười lau máu tươi trên miệng cũng mặc kệ thương thế trên người nói nếu lạc tộc trưởng thừa nhận thất bại như vậy xin mời bốn gia tộc thực hiện lời hứa nguyện đánh bạc chịu thua chu thiên lộc bất đắc dĩ lắc đầu cảm giác tê liệt hắn tới bây giờ mới biến mất than nhẹ một tiếng nói sinh thiếu thủ hộ thần cuối cùng vẫn là thủ hộ giả cường đại nhất phương đông không nghĩ tới tại dưới tình huống như vậy, các người vẫn giành được thắng lợi. Cho dù hôm nay đánh 10 trận, sợ rằng chúng ta cũng không thể thắng được. Trầm chắc cúi đầu đi tới bên người hai tộc trưởng khác, cười khổ nói. Đều là tôi không tốt, nếu như không phải tôi rất sợ chết, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Lạc trường tín lạnh nhạt nói. Trầm huynh không cần như thế, dưới tình huống đó, đổi lại là tôi cũng làm như vậy. Sợ rằng không ai trong chúng ta chịu được một kích đó của hắn, thực lực của kỳ lân không chỉ mạnh, trên phương diện chiến thuật cũng không thể bắt bẻ thủ hộ giả phương đông do các người lãnh đạo tôi cho rằng hắn vừa nói đến đây đột nhiên có âm thanh chen ngang không thể bốn đại gia tộc chúng ta làm sao nghe một tên lưu manh thế này điều khiển chứ nói chuyện chính là con của trầm trác trầm việt hắn cũng cha của trầm vân hắn từ trong người của trầm ra bước ra trong mắt có hào quang kích động và tức giận lóe lên cha hai vị tộc trưởng hôm nay là chúng ta chiếm cứ ưu thế bọn họ chỉ có mấy người chỉ cần tinh nhuệ của chúng ta hoàn toàn công kích, bọn họ không có khả năng ngăn cản được. Trầm chắc nhíu mày, ánh mắt lập lè một cái, lại không nói gì thêm. Lúc này, Hải Như Nguyệt mang theo Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần vào tới bên người Tề Nhạc, mình mình có chút bối rối điểm lên người Tề Nhạc vài cái, phong bế vết thương trên người của hắn. Nghe Trầm Việt nói, Tề Nhạc không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói: "Chẳng lẽ Bôn đại gia tộc muốn đổi ý sao?" Lúc trước từ chí viễn chúng một kích toàn lực của tề nhạc đánh bay, được tộc nhân đưa lên, sắc mặt của hắn rất khó nhìn, cũng rất âm trầm. Từ ra chúng ta làm ra hứa hẹn tuyệt đối không cải biến, đã thua, chính là thua, từ giờ trở đi, từ ra sẽ phụ thuộc chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Vừa nói, hắn nhìn cũng không nhìn qua ba tộc trưởng còn lại, sau đó quỳ hướng về phía đông, tộc nhân từ ra sau lưng hắn cũng quỳ xuống theo hắn, mặt từ chí viễn nhìn qua phương đông, trong mắt xuất hiện thống khổ, cất cao giọng nói. Tôi, gia chủ từ ra đời thứ 31, từ chí viễn, ở chỗ này dập đầu xin lỗi đồng bào năm xưa. Nói xong, hắn không chút do dự cùng với tộc nhân dập đầu. Ba người còn lại hai mắt nhìn nhau, đương nhiên bọn họ không cam lòng, nếu không cũng chẳng tổ chức hội giao lưu hôm nay, nhưng chuyện đã phát triển tới nước này, bọn họ cũng có chút mờ mịt. Đúng vào lúc này, đột nhiên trầm việt động, một cây gai nhọn hoắc không chút do dự đâm vào thân thể tề nhạc. Trong mắt hắn, tề nhạc là người đứng đầu sinh thiếu thủ hộ thần, chỉ cần giải quyết hắn mới có thể cứu vãn cục diện hiện giờ. Tề nhạc đã là kỳ lân ba vân, đổi lại bình thường, hắn không sợ công kích của Trầm Việt, dù cho có mượn kỳ lân giáp hoặc là kỳ lân xích, hắn cũng có thể ngăn cản một kích này. Nhưng mà, hiện tại hắn lại không được, vừa mới đại chiến với bốn đại tộc trưởng một hồi, vân lực của hắn tiếp cận mức cạn kiệt, chảy nhiều máu cũng khiến thần trí hắn mơ hồ, phản ứng cũng chậm hơn nhiều, nếu như không phải ý niệm mạnh mẽ duy trì thân thể, chỉ sợ hắn đã sớm ngã xuống. Động tác của Trầm Việt bị tất cả mọi người phát hiện, trầm trác, Chu Thiên Lộc, Lạc Trường Tín đồng thời hét lớn một tiếng. Không thể, tuy bọn họ không muốn phụ thuộc sinh thiếu thủ hộ thần, nhưng mà, có giáo huấn của tiền nhân, đương nhiên bọn họ sẽ không sát hại bất cứ sinh thiếu thủ hộ thần nào. Đáng tiếc, Trầm Việt là âm mưu ra, trước khi động thủ hắn đã lặng lẽ tiến tới gần người tề nhạc, lúc đâm càng không do dự, gai nhọn hoắt như mũi tên lao thẳng tới trước. Lúc này, các chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần đều đứng ở bên kia của tề nhạc, tuy bọn họ cảm nhận khí cơ không đúng, nhưng thời gian đã tới không kịp, không, muốn, Minh Minh đứng ở gần tề nhạc nhất, bởi vậy cảm giác nhạy bén nhất cũng là nàng, hét lên một tiếng, nàng kéo mạnh tề nhạc, thân thể tề nhạc lảo đảo, mà thân thể mềm mại của nàng xoay tròn, dùng lưng ngăn cản gai nhọn này. Bạn đang nghe chuyện trên tình truyện Tiên Hiệp Audio, nếu bạn thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 208, áp lực điên cuồng từ trung cực kỳ lân tí 3. Thần trí mơ hồ của tề nhạc lập tức tỉnh táo lại, điên cuồng hét lên một tiếng. Không, hắn nhìn thấy cây gai nhọn này đâm xuyên qua thân thể của Minh Minh, máu tươi nhuộm đỏ lông vũ bản trúc tương dị hóa tươi đẹp của Minh Minh, sắc mặt Minh Minh rất bình tĩnh, nhìn qua tề nhạc, khóe miệng nàng nở nụ cười thỏa mãn. Sợ hãi, sợ hãi mãnh liệt tràn ngập đáy lòng tề nhạc, đột nhiên hắn phát hiện Minh Minh rất trọng yếu với mình, một ngọn hỏa diễm hừng hực từ trong mắt tề nhạc bộc phát, phân lực tiêu hao hết như khôi phục lại thân thể lập tức ngớt ngang cánh tay phải cường hãn chém đứt cây gai đâm vào người minh minh giống như không gặp ngăn cản nào chặt gãy gai nhọn tề nhạc một tay ôm lấy thân thể mềm mại của minh minh vào trong ngực mỗi một chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần đều tức giận gào lên hải như nguyệt như đạn pháo đánh về phía trầm việt long quyền cường hãn đánh ra đột nhiên một bàn tay hai màu đen bạc giữ chặt tay nàng ngăn cản một quyền của phách vương long kéo về thân thể mềm mại của minh minh tiến vào trong ngực hải như nguyệt tề nhạc biến sắc đôi mắt ngâm đen biến thành tối sầm tóc dài tán loạn bao phủ gương mặt nhâm thanh lạnh lẽo như từ cửu u địa ngục vang lên hắn là của tôi thân thể tề nhạc động hắn động cũng không nhanh, nhưng mà, động tác của hắn cực kỳ khủng bố, bởi vì, giờ này khắc này, mặc dù hắn không dùng bản trúc tương dị hóa, nhưng làn da lõa lổ có hai màu bạc đen lóe lên, một cổ khí tức tuyệt thế tử trong những hoa văn đen bạc này hiện ra ngoài, một cổ khí tức phô thiên cái địa bao phủ khắp đỉnh quỷ kiến sầu. Trừ từ ra đã đứng ra bên ngoài, tinh nhuệ của ba đại gia tộc còn lại không cách nào chịu nổi uy áp này. Giơ tay lên, một ngón tay chỉ về phía trước, chậm chạp đảo quá mắt chung quanh. Chết, các ngươi đều phải chết tổn thương nữ nhân của ta, các người phải lấy tính mạng đền lại. Trầm chắc hối hận, Lạc Trường Tín hối hận, Chu Thiên Lộc cũng hối hận, đối mặt với khí thế của tề nhạc bộc phát, lúc này bọn họ mới phát hiện, kỳ lân trước mặt khủng bố còn vượt xa tưởng tượng của bọn họ, bọn họ hận mình không có quyết định nhanh như từ chí viễn. Trầm Việt đứng trước người tề nhạc, hắn là trung tâm ngưng tụ của khí thức tuyệt thế này, nhìn qua hai màu đen bạc không ngừng chuyển động qua cánh tay phải của tề nhạc hắn phát hiện mình gần đầy cường đại hơn trước lại không cách nào động đậy được mau dừng lại tề nhạc anh điên sao âm thanh hoảng sợ của giải trí vang lên trong đầu tề nhạc. Tề nhạc không có điên, hiện giờ hắn rất tỉnh táo, nhưng mà, trong tỉnh táo này, lại tràn ngập hận ý, mỗi người của ba đại gia tộc trước mặt làm hắn buồn nôn. Giải trí đại ca, tôi không có điên, anh đã nói, trung cực kỳ lân tí không thể lấy mạng của tôi mà. Giải trí hấp tấp nói, tuy như thế, nhưng mà sau khi sử dụng trung cực kỳ lân tí, dù cho anh là hắc kỳ lân cũng cần thời gian trăm năm mới khôi phục được, anh là một nhân loại, có thể sống trên trăm năm sao anh bây giờ sử dụng chung cực kỳ lân tí, tương đương với tự phế thực lực của mình. Trong lòng tề nhạc hét lên đầy điên cuồng, tôi không quả nhiều như vậy, chẳng lẽ anh không thấy nữ nhân của tôi sắp chết sao? Nàng ngăn cản công kích thay cho tôi, cho dù là chết, tôi cũng báo thù cho nàng. Tôi muốn hủy diệt toàn bộ địch nhân trước mặt, đúng, trong nháy mắt minh minh bị gai nhọn xuyên thấu qua người, tâm của tề nhạc đã bị thiêu đốt, đương nhiên vân lực hao hết không có khôi phục lại, hắn cũng không phải thần, dù thân có điểm lành, cũng không có khả năng vi phạm quy luật tự nhiên, muốn báo thù cho Minh Minh, như vậy, hắn cũng chỉ có một biện pháp có thể dùng, chính là sử dụng tuyệt kỹ mạnh nhất của kỳ lân, trung cực kỳ lân tí. Trung cực kỳ lân tí tồn tại, đừng nói ba địa gia tộc trước mặt không biết, ngay cả sinh tiếu thủ hộ thần cũng không rõ ràng cho lắm, dù sao, sau khi nhân loại dung nhập huyết mạch kỳ lân, cũng không cường đại như kỳ lân, cũng không có ai biết bí mật này. Nhưng tề nhạc trước mặt lại khác, dù sao hắn chỉ là thanh niên 19 tuổi, hắn là người người trẻ tuổi xúc động và tâm huyết dân trào, mắt thấy minh minh vì mình ngăn cản một kích, tâm của hắn sao bình tĩnh được, cho nên, hắn muốn chỉ có giết, giết chết tất cả những địch nhân trước mặt mình. Cho dù là hung thú vạn năm cũng không muốn đối mặt chung cực kỳ lân tí, những người trước mặt này tuy là tinh nhuệ của ba đại gia tộc, lại có tộc trường, nhưng mà, đối mặt với năng lực cả đời kỳ lân chỉ sử dụng một lần này, một khi bộc phát, kết cục của bọn họ nằm trong dự tính của tề nhạc, chỉ có một, chính là chết. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh yểu điệu từ dưới núi lao tới, động tác của nàng trong mắt các cao thủ trước mặt không tính là nhanh, thậm chí có thể nghe được tiếng thở dốc, thời điểm nàng xuất hiện làm cho chung cực kỳ lân tí của tề nhạc hơi dừng lại. Tề nhạc, không nên, van cầu anh, người tới biết rõ mình không cách nằm ngăn cản tề nhạc làm cái gì, vừa lên đỉnh núi, nàng đá quỷ dạp xuống mặt đá cứng rắn. Tới là Trầm Vân, cho dù thực lực của nàng không đủ tham gia hội giao lưu này, nhưng nàng biết rõ tề nhạc sẽ đến, bởi vậy, nàng đặt máy nghe trộm trên người của cha mình, đứng cách đỉnh núi quỷ kiến sầu không xa, thời điểm nàng nghe được tề nhạc muốn giết cha của mình, lập tức không chút do so dự lao tới, muốn ngăn cản chuyện này xảy ra. Ánh mắt tề nhạc lập lè, nhưng hào quang đen bạc trên người không có dừng lại. Cho tôi lý do, dừng nói là vì hắn là người trầm ra đấy. Minh Minh cũng là bạn của cô, vì lợi ích của gia tộc mình, nam nhân trước mặt này tôi không tha thứ cho hắn. Nước mắt từ gương mặt của Trầm Vân chảy xuống, nàng buồn bà nói. Đó là cha tôi, toàn thân tề nhạc chấn động, hào quang trong mắt phóng đại, nhìn qua gương mặt Trầm Việt. Trong lòng hắn, Trầm Vân chính là chỉ của hắn, là cô gái ôn hòa cho hắn cảm giác gia đình hắn tuyệt đối không ngờ người mình hận nhất ở trước mặt lại là cha của trầm vân nhưng mà vậy chuyện này có khả năng cải biến sao vì trầm vân chính mình có thể không báo thù cho minh minh sao tề nhạc anh nên nghĩ cách cô bạn gái nhỏ này đi nên nghe lời của tôi đã giải trí lần đầu tiên gầm gừ với tề nhạc nghe được âm thanh này hào quang đen bạc trên người tề nhạc dừng lại kỳ lân tý với tư cách một kích cường đại sử dụng được một lần trong đời của kỳ lân trước khi đánh ra tuyệt đối có thể khống chế giải trí đại ca, tề nhạc, anh nên nghe lời tôi. Trước mắt nam nhân này sử dụng dị năng thực vật hệ, trong đó bao hàm độc tố ung thư máu, nói cách khác, vết thương bị đâm xuyên qua người nàng sẽ không khép lại. Bây giờ cứu minh minh chỉ có anh, chỉ có anh phải thay máu của nàng, nương tựa vào năng lực khôi phục siêu cường trong huyết mạch của kỳ lân, mới có thể kéo nàng từ nguy cơ trở về, nếu như anh còn muốn cứu nàng. Lập tức ngừng sử dụng trung cực kỳ lân tí, mang theo nàng đến vị trí yên tĩnh truyền máu đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện tiên hiệp audio, nếu bạn thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 209, áp lực điên cuồng từ trung cực kỳ lân. Tí 4, nghe giải trĩ lời nói, rốt cuộc tâm của tề nhà tỉnh táo lại, hắn biết rõ, cho dù hắn có giết hết những người trước mặt, cũng không có khả năng đền bù tính mạng của Minh Minh. Thở sâu, miễn cưỡng bình phục lý trí trong đầu, hắn cũng không có tán năng lượng ngưng tụ của trung cực kỳ lân Tý, lạnh lùng nhìn qua trầm Việt, lạnh giọng nói. Mạng của ngươi tạm thời giữ lại, hôm nay ta không giết ngươi cũng không phải vì con gái ngươi mà lưu tình người tốt nhất vĩnh viễn không nên để ta nhìn thấy bỗng nhiên áp lực buông lỏng trầm việt đặt mông ngồi xuống đất thờ hồn hền hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản bóng mở lưu lại trong nội tâm chỉ sợ cả đời này hắn vĩnh viễn không quên được đôi mắt như vực sâu này vĩnh viễn không quên sợ hãi tề nhạc mang lại cho hắn ánh mắt của tề nhạc nhìn qua ba đại gia chủ đôi mắt như ác ma từ địa ngục nhìn qua bọn họ hắn cũng không nói thêm cái gì thân thể như thiểm điện lui tới bên người hải như nguyệt cẩn thận tiếp Minh Minh vào trong ngực, trầm giọng nói. Nơi này giao cho các vị, tôi muốn trị liệu cho Minh Minh trước. Vừa nói, hai chân của hắn chỉa xuống đất, thân thể bay lên trời, vân lực còn thừa lại không bao nhiêu, dĩ nhiên bay đi thật nhanh. Không có người nào chú ý, hiện tại tề nhạc đã quên chứng sợ độ cao. Lúc phi hành trên không trung, gương mặt lạnh lùng của tề nhạc thay thế bằng lo lăng, dùng năng lượng của mình che chở cho Minh Minh, chỉ e nàng bị gió thổi đi. Minh Minh, cô phải cố chịu đựng, tất cả đã có tôi chỉ cần tôi còn sống nhất định không cho cô chết minh minh lúc này đã lâm vào suy yếu cực độ ánh mắt có chút mơ hồ nhìn qua tề nhạc tề nhạc anh tại sao đột nhiên anh trở nên lợi hại như vậy tôi tôi hơi lạnh anh ôm tôi đi tề nhạc cẩn thận đưa tay ôm nàng nhưng không dám dùng sức chỉ sợ chạm vào vết thương trên người của minh minh ôn nhu nói đừng nói chuyện sau khi cô khỏe rồi tôi sẽ nói kỹ càng cho cô biết minh minh nghe lời cô không có việc gì đâu cô thật ngốc tại sao lại ngăn cản một kích đo thay tôi chứ? Minh Minh cười, nụ cười của nàng rất ôn nhu, miễn cứng tựa đầu vào ngực của Tề Nhạc, nói. Kỳ thật tôi cũng không biết, Tề Nhạc, chẳng phải chúng ta là bạn tốt sao? Chẳng lẽ tôi có thể thay chết mà không cứu? Hào quang trong mắt Tề Nhạc lóe sáng, dùng sức lắc đầu, nói. Không, Minh Minh, chúng ta không phải bạn tốt, từ giờ trở đi, cô chính là bạn gái của tôi, là người tôi yêu, tôi vĩnh viễn không cho phép mang cô đi cả. Minh Minh ngẩn ngơ một chút, có chút quái dị nói cũng bởi vì tôi cứu anh âm thanh của nàng có chút suy yếu tuy máu tươi vì hải nhưng nguyệt khóa huyết mạch lại nên chảy chậm lại trước đó máu tươi chảy rất nhiều và miệng vết thương không khép lại nên mới như bây giờ tề nhạc cúi đầu xuống hôn mê môi của minh minh tuy không phải vì cô cứu tôi nhưng mà trong nháy mắt vừa rồi tôi mới hiểu được cô trong lòng của tôi trọng yếu như thế nào minh minh khẽ cười một tiếng nếu tôi không thích anh thì sao anh là côn đồ tề nhạc bá đạo nói không thích cũng không được mỗi ngày tôi sẽ quấn quyết lấy cô, ngay cả đi WC cũng theo cô, thẳng tới khi cô đồng ý mới thôi. Anh thật đáng ghét, làm gì có ai theo đuổi con gái như vậy. Gương mặt tái nhợt của Minh Minh hơi ửng đổ, nàng miễn cưỡng mở mắt ra nhìn tề nhạc, lẩm bẩm nói. Nhưng tôi rất thích, nói xong lời cuối cùng, rốt cuộc nàng không kiên trì được mà bất tỉnh. Minh Minh, tề nhạc hô nhỏ một tiếng, nước mắt chảy xuống, cái gọi là đàn ông có nước mắt nhưng không dễ rơi. Hắn chẳng rõ mình đã không khóc bao lâu rồi, nhưng nhìn qua Minh Minh trong ngực, hắn lại khóc. Tề nhà cũng không có mang Minh Minh quay về biệt thự Long Vực, bởi vì ở đó là phía Đông kinh thành, mà núi Thiên Hương ở phía Tây kinh thành, khoảng cách thật sự quá xa. Tình huống bây giờ của Minh Minh phải trị liệu nhanh, chậm đi một giây đồng hồ cũng có thể xảy ra biến hóa. cho nên hắn trực tiếp quay về tầng ngầm trước kia trên vùng núi của mình. tuy hoàn cảnh kém một chút, nhưng đây là một trong những nơi yên tĩnh Tề nhà có thể tìm. Thời điểm hắn thuê nơi này một tháng qua không có người nào tới. một cước đá văng cửa khóa trái. Tề nhạc bất chấp không khí không sạch sẽ trong phòng, cẩn thận đặt Minh Minh đang hôn mê lên giường. Minh Minh lúc này, bởi vì bản trúc tương dị hóa dần dần thối lui, đã biến thành mỹ nữ nguyên vẹn. Nhưng mà, hiện tại tề nhạc không có tâm tình thưởng thức thân thể mềm mại uyển chuyển của nàng. Hắn dùng vân lực tiêu trừ mùi hôi trong không khí, tề nhạc lập tức khóa trái cửa lại, nhưng mà, vào lúc này hắn lại thất thần, bởi vì nơi này căn bản không có công cụ truyền máu, làm sao lây máu của mình truyền cho Minh Minh đây. Do dự không qua bao lâu, hắn nghĩ đến một phương pháp nguyên thủy nhất cũng là phương pháp ổn thỏa nhất minh minh tôi là cô cô nhất định phải sống sót hắc hắc đoán chừng đây là nụ hôn đầu của cô nha xem ra tôi vẫn có lợi nhuận móng tay cũng không sắc bén nhưng ngưng kết phong nhận lại sắc bén hơn dao nhiều tề nhà cắt huyền mạch từng giọt máu tươi nhỏ vào trong miệng mình hắn chỉ huyết mạch kỳ lân của mình không đủ tinh khiết cố ý cắt tay phải hương vị máu tươi hơi mặn mặn còn mang theo mùi tanh nhàn nhạt tề nhạc cũng cảm thấy hơi buồn cười hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày mình phải nhấm nháp hương vị máu tươi của mình thời điểm máu tươi đầy nửa miệng hắn cúi đầu xuống hôn lên cái miệng anh đào của minh minh cẩn thận truyền máu tươi vào miệng nàng sau năm lần như thế đầu của tề nhạc hơi mê muội hắn biết rõ thời điểm này tuyệt đối không được chóng mặt lại tán năng lượng ngưng tụ chung cực kỳ lân tí trước tiên rút cây gai đâm vào người minh minh sau đó dùng vân lực phong bế huyết mạch mỗi khi hắn truyền máu tươi vào miệng của minh minh không muốn lãng phí hắn cẩn thận dán miệng vào uyển mạch trên vết thương của minh minh năng lực tự lành của kỳ lân rất mạnh lúc cắt một miệng vết thương ngay thời điểm máu tươi chảy một lúc đã lành lại tề nhạc không phải cắt một lần mà cắt nhiều lần vân lực tán đi hắn không thể tán đi bởi vì ngưng tụ năng lượng trung cực kỳ lân tí cổ năng lượng này không có chỗ tháo nước liền bộc phát máu người có bao nhiêu tề nhạc không biết hắn cũng không suy nghĩ vấn đề mất máu hắn không dừng quá trình đơn giản này được lúc ở quỷ kiến sâu Tề Nhạc cũng vì chín vết thương nên mất nhiều mau, tuy sau đó Minh Minh phong bế huyết mạch nên từ từ khép lại, hơn nữa bản thân bị thương, cho dù hắn là kỳ lân, máu tươi không ngừng soi mòn trong cơ thể, thân thể của hắn dần dần không chịu nổi. Quang ảnh lóe lên, con rắn chín đầu nhỏ xuất hiện. Đồ đần, anh cho rằng máu kỳ lân là nước sôi sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy anh sẽ chết đấy. Bạn đang nghe chuyện trên tình truyện Tiên Hiệp Audio, nếu bạn thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 210, cho máu, xài chung trái tim. Một, thâm hải minh xà dùng sức lắc đuôi, quất vào đầu của tề nhạc. Tề nhạc như nỏ mạnh hết đà, có thể kiên trì đến bây giờ là do ý chí trèo trống. Bị quất một cai, toàn thân chấn động, rốt cuộc không cách nào kiên trì, trực tiếp bất tỉnh. Giải trí tôi khinh thường anh, thâm hải minh xà nói vào trong đầu của tề nhạc, âm thanh giải trí từ trong người tề nhạc truyền ra. Khinh thường cái gì, cái gai nhọn hót đâm vào người minh minh không có độc, lại không phải chỗ yếu hại, chỉ cần đưa tới bệnh viện của nhân loại là được căn bản là không có vấn đề tại sao anh lại nói có máu độc không phải muốn hại chết tiểu tử hỗn đản này sao thâm hải minh xá tức giận nói ra giải trí cười hắc hắc nói a ah, hát không có nhìn ra được minh xa tiền bối quan tâm tới tề nhạc lúc nào thế minh xa tức giận nói nói nhảm hiện giờ tôi và hắn là nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn sao có thể không quan tâm giải trí nói tình huống vào lúc này tề nhạc có bao nhiêu xúc động chẳng lẽ ngài không thấy sao nếu tôi nói như vậy tiểu tử này dám dùng chung cực kỳ lân tí lắm đấy đến lúc đó càng không cách nào thu thập tuy hiện giờ chỉ chảy máu nhưng đoạn thời gian đó kích phát tiềm lực của anh ta chết là khẳng định không chết nghỉ ngơi một thời gian là khôi phục được rồi minh xà tiền bối tôi ngủ đây ngài hộ pháp cho bọn họ nhà đầu minh minh xem như nhân họa được phúc có thể nhạc cho nhiều máu kỳ lân như thế có chỗ tốt thật lớn cho việc tăng thực lực của nàng tại sao là tôi hộ pháp tôi tôi đương nhiên là ngài rồi tôi không có thật thể, làm sao hộ pháp. Tôi chỉ là quân sư của tề nhạc mà thôi. Huống chi lão nhân ra lúc trước cường đại như thế, thuyền nát vẫn còn ba cân đinh mà, hắc hắn. Minh xà, không biết qua bao lâu, Minh Minh chậm rãi từ trong hôn mê tỉnh táo lại, toàn thân ấm ấm áp áp, thoải mái nói không nên lời, một cổ nhiệt lực bốc lên trong thân thể của nàng. Mở hai mắt ra, cảnh vật dần dần rõ ràng, nàng phát hiện mình đang nằm trong căn phòng lớn, cái giường mềm mại vô cùng thoải mái, trí nhớ dần dần khôi phục lại, vô ý thức, nàng sờ lên bộ ngực đang phát dục của mình sờ lên có cảm giác mềm mại minh minh nhịn không được cúi đầu nhìn qua ngực của mình miệng vết thương đã không thấy chỉ còn lại một vết đỏ tồn tại a à hát đây không phải biệt thự long vực sao mình không có chết tề nhạc tề nhạc chạy đi đâu vừa nghĩ tới sau khi hết bản chúc tương dị hóa mình trần chuồng như nhộng hiện ra trước mặt tề nhạc cộng thêm những lời nói trước khi hôn mê gương mặt minh minh như phát sốt cửa mở hải như nguyệt như gió đi vào phòng nàng cảm giác khí thức của minh minh biến hóa liền nhanh chóng chạy tới minh minh nhìn thấy hải như nguyệt tiến đến dãy dụa ngồi dậy tuy chỗ ngực còn hơi đau nhức nhưng không còn nghiêm trọng lắm minh minh em cảm thấy thế nào hải như nguyệt ngồi xuống giường bên cạnh minh 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 kinh ngạc phát hiện hiện giờ nàng nhìn ra gương mặt tiểu tụy của minh minh hơi tái nhợt trong mắt có bi thương nhàn nhạt, nhạt chị như nguyệt cảm ơn các người cứu em em không có việc gì minh minh thở sâu ngực hơi đau một chút hải như nguyệt kéo tay minh minh mỉm cười nói em tỉnh là chị yên tâm rồi em đã hôn mê hai ngày hai đêm nếu không phải bác sĩ nói thân thể của em khôi phục với tốc độ thần tốc chỉ sợ chị sẽ đưa em vào bệnh viện minh minh mỉm cười trên mặt đẹp xuất hiện nét ửng đỏ chị như nguyệt tề nhạc đâu rồi em nhớ được trước khi hôn mê em ở cùng chỗ với anh ta anh ta thế nào nghe câu hỏi của minh minh sắc mặt hải như nguyệt hơi đổi ánh mắt cũng từ nhu hòa biến thành ảm đạm miến cưỡng cười cười nói anh ta không có việc gì bởi vì tiêu hao năng lượng quá lớn đang nghỉ ngơi khôi phục không qua bao lâu sẽ khôi phục lại em không cần quan tâm tới anh ta, chính mình nghỉ ngơi thật tốt đi. Chờ em tốt rồi, chị sẽ dẫn đi gặp tề nhạc. Minh Minh nghe vậy lặng đi một lúc, nhìn thấy một tia kinh hoàng trong mắt Hải Như Nguyệt thoáng hiện ra. Không đúng, chị Như Nguyệt, chị đừng gạt em được không, tề nhạc nhất định là gặp chuyện không may, hiện giờ em đã không có vấn đề, em đi gặp anh ấy. Hải Như Nguyệt nhìn qua bộ dáng kích động Minh Minh liền nhíu mày, an ủi nói. Minh Minh nghe lời, nghe chị Như Nguyệt, em nghỉ ngơi thật tốt đi nếu không thương thế chuyển biến xấu thì phiền toái lần này em dũng cảm dùng thân thể che chắn công kích cho tề nhạc thật sự là mẫu ngực của sinh thiếu thủ hộ thần chúng ta bọn người tiểu ất bây giờ sùng bái em đấy minh minh nhìn thấy ánh mắt lập lè của hải như nguyệt thì đại biến chị như nguyệt chị đừng nói sáng chuyện khác mau nói cho em biết tề nhạc hiện giờ thế nào có phải anh ta gặp chuyện không may phải không ngày đó anh ta cứu em cũng bị thương hơn nữa trên người còn xuất hiện đường vân hai màu đen bạc phan cầu chị đừng giấu giếm em rốt cuộc xảy ra chuyện gì, em bây giờ tốt rồi, chị nói cho em biết đi. Thần sắc trên mặt hải như nguyệt giấy ruộng một chút, than nhẹ một tiếng, nói. Hai người đúng là quá ngu ngốc mà, hiện giờ chị không nói ra thì sớm muộn gì em cũng biết, khi em hôn mê tỉnh táo lại, tổng cộng hôn mê ba ngày hai đêm, mà khi chúng ta đi tới chỗ ở trước kia của tề nhạc nhìn thấy các người, hai người đều trong trạng thái hôn mê, cô tỉnh lại, nhưng tề nhạc bây giờ đang hôn mê, hơn nữa tình huống thân thể không phải quá tốt hành trình lên quỷ kiến sầu anh ta bị tổn thương thật lớn. Minh Minh kéo tay Hải Như Nguyệt, sắc mặt vừa có chút hồng nhuận phơn phớt biến thành tái nhợt, trong mắt xuất hiện hào quang gấp gáp. "Chị Như Nguyệt, anh, rốt cuộc anh ta thế nào rồi? Có bị nguy hiểm tính mạng hay không?" Hải Như Nguyệt lắc đầu, nói, "Chị cẩn thận dùng long lực cảm nhận khí thức của anh ta, nguy hiểm tính mạng thì không có, nhưng mà, chị không biết anh ta tỉnh lại khi nào." Ngày đó, thời điểm chúng tôi tìm được em, bởi vì em giải trừ bản trúc tương dị hóa nên toàn thân trần chuồng mà trên người tề nhạc cũng trần chuồng. Sở dĩ em khôi phục nhanh như vậy, chỉ sợ có quan hệ lớn tới tề nhạc, bởi vì, lúc chúng tôi tìm được hai người, trên cánh tay phải của tề nhạc có hơn 10 vết thương, giống như lợi khí cắt ra, mà khóe miệng của anh ta còn có vết máu đông lại, đó là máu của tề nhạc, nếu như chị. Đoán không sai, hẳn là tề nhạc sợ em mất máu quá nhiều, miệng đối miệng rót máu tươi cho em uống, huyết mạch kỳ lân vốn có tính khôi phục thật mạnh, chính vì như thế, dưới tình huống thụ thương nghiêm trọng, em có thể khôi phục lại trong thời gian ngắn thế này mà tê nhà còn không có tỉnh lại, vấn đề lớn nhất chính là mất quá nhiều máu, hơn nữa, phân lực của anh ta tiêu hao thật lớn, hơn nữa thân thể lại bị tổn thương, ba khó hợp nhất, dưới tình huống như vậy có tốt mới là chuyện lạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện Tiên Hiệp Audio, nếu bạn thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 211, cho máu, xài chung trái tim. 2. Nghe Hải Như Nguyệt nói, ánh mắt minh minh cứng lại, tay nàng cầm chặt tay Hải Như Nguyệt lạnh xuống, bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, Tề nhạc, vì sao anh ngốc như vậy, vì cái gì? Hồi tưởng lại những chuyện trước khi mình hôn mê, nước mắt từ trong khóe mắt chảy xuống, minh minh nhào vào lòng ngực của Hải Như Nguyệt khóc giống lên. Hải Như Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại của Minh Minh, nói. Yên tâm đi, tề nhạc là con rán đánh không chết, đã bị thương nghiêm trọng như vậy, đổi lại người khác đã sớm xong đời, nhưng sinh mệnh lực trong thân thể vẫn tràn đầy, chị và từ đông dùng vân lực tìm kiếm rồi, sở dĩ anh ta hôn tình, chủ yếu vì bảo hộ thân thể của mình mất đi nhiều máu tươi nên hôn mê để khôi phục minh minh ngẩng đầu lên hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn qua hải như nguyệt chị như nguyệt mang em đi gặp anh ta hiện giờ em muốn gặp anh ta đôi nghi thành tú của hải như nguyệt nhíu lại nói thân thể của em minh minh ngồi thẳng lên vội la lên em không sao chị như nguyệt hiện giờ không có việc gì van cầu chị mang em đi hải như nguyệt than nhẹ một tiếng đột nhiên hào quang trong mắt lóe lên vậy được rồi Vừa nói, nàng vịn cơ minh minh từ trên giường xuống, thân thể minh minh đúng là khôi phục rất nhiều, nàng mất đi không ít máu, nhưng nàng cũng nhận được nhiều máu của tề nhạc, lại nghỉ ngơi ba ngày qua, đại bộ phận cơ năng của thân thể cơ đã khôi phục. Lúc này trừ đầu còn hơi choáng váng ra, cũng không có cảm giác không khỏe nào khác. Tề nhạc bị hải như Nguyệt An bài trong một căn phòng trên tầng 3, đi vào phòng, minh minh cũng có chút thất thần. Bởi vì nàng phát hiện, gian phòng này chính là phòng của Hải Như Nguyệt. Trong phòng, có một cái giường tròn lớn, mà tề nhạc lại nằm ở trung tâm cái giường, sắc mặt của hắn tái nhợt và yêu ớt, gương mặt bình thản, trong hôn mê, hắn không như trước, không mỉm cười xấu xa, gương mặt trầm tĩnh nhưng hài hòa, giống như một hài tử vậy. Minh Minh nhìn qua Hải Như Nguyệt, Hải Như Nguyệt cũng nhìn nàng, thấp giọng nói: "Chị sợ thân thể của anh ta có thay đổi gì, cho nên an bài ở chỗ của chị, để tùy thời có thể chăm sóc." Vừa nói, nàng chỉ vào cái ghế lớn bên cạnh giường. Minh Minh đi từng bước tới bên cạnh giường, sau đó ngồi lên giường, Nhìn qua Tề Nhạc trên giường, trong ánh mắt có ôn nhu lóe lên. Trong nội tâm Hải Như Nguyệt thầm than, nói khẽ, "Em và anh ta cũng không cần thời gian quá dài, chị đi ra ngoài trước." Khi Hải Như Nguyệt rời đi, cánh cửa đóng lại, Minh Minh bắt đầu ngồi lên giường, ánh mắt của nàng không có rời khỏi gương mặt Tề Nhạc. Cẩn thận lật chân cầm tay phải của Tề Nhạc, Kỳ Lân tí là tuyệt kỹ thiên hạ hiếm có, Kỳ Lân tí có thể phá cả trời cao, nhưng mà, nhưng cánh tay rắn chắc của hắn vẫn còn sót lại những vết đỏ nhàn nhạt, dấu vết sâu có nông có lại có thể nhìn thấy không ít vết cắn thân thể tề nhạc phi thường suy yếu hơn 10 vết đỏ cơ hồ che kín mỗi tắc da trên tay phải tề nhạc những giọt nước mắt nóng hổi rơi vào tay của tề nhạc minh minh cúi người nhẹ nhàng đem gương mặt nõn nà của nàng áp lên những vết thương này nàng biết rõ những cảnh trước mắt này nàng cả đời không quên nhưng mà tề nhạc a à, em phải làm thế nào mới hoàn trả phần nhân tình này cho anh nghĩ đến một ngày nào đó không lâu sau này nước mắt minh minh chảy xuống thời gian ngày từng ngày qua đi Hàng đến nửa tháng sau, Tề Nhạc vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng mà chiến sĩ sinh cứu thủ hộ thần cũng không có lo lắng. Tuy Tề Nhạc còn không có tỉnh táo lại, nhưng thân thể của hắn khôi phục với tốc độ kinh người. Năng lực khôi phục của Hắc Kỳ Lân trải qua huấn luyện ở Sa Mạc Taklamakan đã thể hiện ra ngoài đầy đủ. Sau lần hội giao lưu chấm dứt, biến hóa lớn nhất chỉ sợ chính là Yến Tiểu Ất, Tính cách nóng nảy của hắn thu liếm đi rất nhiều, được bọn người Hải Như Nguyệt chỉ điểm tu luyện trở nên khắc khổ hơn trước rất nhiều. Điền thử. Quản Bình, Mạc Địch đều trở lại cuộc sống của mình, Từ Đông cũng tiếp tục ở Đại học Thanh Bắc làm lão sư. Chiếu cố tề nhạc sẽ do Minh Minh cùng Hải như Nguyệt đảm nhiệm. Khoanh chân ngồi bên giường, vân lực trong người không ngừng vận chuyển, chung quanh thân thể Minh Minh có hào quang năm màu lóe lên, vân lực trong người không ngừng vận chuyển, mỗi một lần vận chuyển đều khiến nàng có cảm giác hoàn toàn mới. Năng lực chiến sĩ cầm tinh gà không ngừng hiện ra, tuy khí thức nội liếm, nhưng vẫn có thể cảm giác được vân lực gia tăng trên phạm vi lớn. Từ khi tỉnh táo lại, không qua bao lâu, thân thể minh minh hoàn toàn khôi. Phục lại, ngay cả chút dấu vết lưu lại trên ngực cũng hoàn toàn biến mất, hơn nữa, huyết mạch kỳ lân không chỉ giao phó cho nàng năng lực khôi phục, đồng thời còn có rất nhiều chỗ tốt khác, tu luyện vân lực gia tăng trên phạm vi lớn, minh minh cảm nhận được, thân thể của mình trong những ngày này gia tăng trên phạm vi lớn, vân lực trong cơ thể không ngừng vận chuyển tới tứ chi bách hải, trong quá trình này, thân thể của mình cùng vân lực đều ảnh hưởng thật lớn, nhưng thời gian nửa tháng qua, nàng vốn cho rằng bình cảnh bốn vân nàng đột phá mãi không được, lúc này dễ dàng đạt tới. Vân lực thu liếm, hoàn thành một phân chu, Minh Minh chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, ngũ thải quang mang chậm rãi thu liếm vào trong thân thể, mỗi một lỗ chân lông đều phi thường thoải mái. Mở hai mắt ra, tề nhạc bình tĩnh như năm đó, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt hơn rất nhiều, khí tức cũng tráng kiện hơn không ít. Nhưng mà, hắn vẫn không có tỉnh lại, coi chừng giúp hắn kéo kéo chăn, mền, Minh Minh nói khẽ. Nhanh tỉnh lại đi, tất cả mọi người đang mong mỏi chờ anh tỉnh lại đấy. Anh biết không, Ngày đó tại quỷ kiến sầu, chính uy hiếp cuối cùng của anh, ba gia tộc khác đã thần phụ sinh thiếu thủ hộ thần chúng ta rồi. Suốt cuộc chúng ta vẫn là lãnh đạo của thủ hộ giả phương đông, chát cách lỗ đại sư biết rõ chuyện này rất là vui vẻ. Nếu như không phải ở bên đó cần chuẩn bị một điển lễ lớn, thì đại sư đã sang đây rồi. Nhanh chóng tỉnh lại đi, tôi đang đợi anh đấy, chỉ cần anh có thể tỉnh lại, tôi, tôi. Nói đến đây, gương mặt minh minh hơi đỏ lên, nhưng thần sắc ảm đạm đi rất nhiều. Tiếng đập cửa vang lên vài cái, cửa mở, một thân ảnh cao lớn đi từ bên ngoài vào. Cũng không phải người lạ, chính là anh trai cơ đức của Minh Minh. Sau khi tề nhạc trở về cơ đức đã biết rõ, tề nhạc xảy ra những chuyện gì ở Takla Makan đều truyền vào tai cơ thượng tướng ở Kinh Thành. Biết được những chuyện xảy ra trên người tề nhạc, cơ đức càng bội phục sư phụ của mình. Dù sao, trong những người cơ đức quen biết, tề nhạc là người đầu tiên thông qua giai đoạn thứ ba, còn lần này, ở dĩ hắn lâm vào hôn mê, càng là vì em gái duy nhất của mình. Anh tới rồi. Cơ đức đi đến bên cạnh Minh Minh, kéo ghế ngồi xuống, nhìn tề nhạc nói. Sư phụ thế nào rồi, có dấu hiệu tỉnh tại không? Bạn đang nghe chuyện trên tình truyện Tiên Hiệp Audio, nếu bạn thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 212, cho máu, xài chung trái tim. 3. Minh Minh lắc đầu, nói. Chị Như Nguyệt nói cơ năng thân thể anh ta khôi phục gần hết rồi, nhưng không biết vì cái gì, anh ta không tỉnh lại. Có lẽ, còn phải đợi thêm một thời gian nữa. Cơ Đức thở dài một tiếng, nói, Minh Minh, có rảnh thì em nên về nhà thăm cha đi. Anh biết rõ sau lần này em rất cảm động với sư phụ, nhưng mà, có lẽ em cũng hiểu, hai người là không thể nào, em có hôn ước trên người, nếu... Minh Minh chen ngang lời của Cơ Đức, ánh mắt có chút lặng như băng nhìn hắn, nói, Anh, anh không cần nhiều lời, em biết rõ mình nên làm thế nào, cũng không có quên trách nhiệm của mình. Chuyện của em và tề nhạc em sẽ xử lý, không phải còn thời gian hơn một năm sao? Cơ Đức cười khổ nói em gái ngốc, anh chỉ hy vọng em không lún vào quá sâu, có lẽ em cũng hiểu ý của anh." Minh Minh gật gật đầu, ánh mắt của nàng nhìn qua gương mặt của Tề Nhạc, đôi mắt ôn hòa đã thay thế đôi mắt lạnh như băng, kéo chăn cho Tề. "Nhạc, anh, đợi sau khi Tề Nhạc tỉnh lại, anh không được đề cập chuyện này với anh ấy." Kỳ thật, em lo ngại, Tề Nhạc là Kỳ Lân, Kỳ Lân trời sinh tính phong lưu, anh ta không có khả năng đem tình cảm của mình đặt vào một người, chẳng lẽ anh không nhìn ra? Kỳ thật chị Như Nguyệt cũng có cảm tình với Tề Nhạc. Tuy chị ấy hết sức che giấu, nhưng em cũng là nữ nhân, làm sao không nhận ra đây. Cho nên, anh không cần lo lắng cái gì, em đã là người trưởng thành, sẽ giải quyết chuyện của mình, em chỉ hy vọng trước khi mình rời đi, lưu lại một đoạn thời gian vĩnh cửu. Cơ Đức quay đầu lại, nhìn em gái thật sâu, "Được rồi, chỗ của cha anh sẽ giấu giếm thay em, nhưng em phải nhớ kỹ, nhất định phải đúng mực, anh đi, nếu sư phụ tỉnh lại, em phải báo ngay cho anh biết." Minh Minh tiến Cờ Đức ra khỏi phòng, chậm rãi đóng cửa lại. Ánh mắt vốn kiên định của nàng ảm đạm lại, thầm nghĩ trong lòng, minh minh a hát minh minh, vì cái gì, vì cái gì lúc trước người lại đáp ứng hôn sự này? Dưới tình huống hiện giờ, người có thể quên tề nhạc mà đi tới phương tây sao? Khi Lạp, cố nhiên là địa phương xinh đẹp, biển Ozean là cảnh tượng mà người muốn thấy nhất. Nhưng mà, chẳng phải những chuyện này xảy ra trước khi người gặp côn đồ này sao? Ân, một tiếng hừ nhẹ từ trên giường truyền tới, làm minh minh từ trong suy nghĩ bừng tỉnh, thân hình lóe lên, nàng đi tới bên giường, tề nhạc hơi động lông mày giống như chịu đựng thống khổ gì đó, cờ bắp hơi động đậy, dãy rựa chậm rãi mở to mắt ra. Tề Nhạc, anh tỉnh rồi." Minh Minh vội vàng nắm chặt bàn tay của hắn, mở hai mắt ra, ánh mắt của Tề Nhạc nhìn hơi mê mang, lúc hắn nhìn thấy gương mặt của Minh Minh, ánh mắt mới có thần thái. "A à ha, Minh Minh, cô không có việc gì chứ?" Nước mắt, nước mắt của Minh Minh không bị khống chế rơi xuống, chờ đợi nửa tháng rồi, rốt cuộc hắn cũng tỉnh lại. "Em không sao, em đã sớm không có việc gì, Tề Nhạc, anh hù chết người ta rồi." Sao anh lại cho em nhiều máu như vậy?" Tề Nhạc miễn cưỡng cười vui vẻ, khí tức trên người của hắn hơi yếu ớt. "Chỉ cần cô, không, chỉ cần em không có việc gì là tốt rồi, thân thể người có công năng tái tạo máu, tái tạo máu mới chẳng phải tốt cho thân thể sao?" Minh Minh tức giận niết bàn tay của hắn, nói: "Chán ghét, đến lúc nào rồi mà còn nói đùa được đây?" Tề Nhạc mỉm cười nói: "Anh mới mặc kệ lúc nào, anh chỉ cần biết thời điểm này là tốt nhất, Minh Minh, em nhìn anh có phải thật đáng thương không này?" Minh Minh ngẩn người, sắc mặt đỏ lên nhìn qua tề nhạc kỳ quái hỏi vì cái gì nói như vậy tề nhạc giả bộ dáng thương nói nếu em cảm thấy anh đáng thương có phải nên đáp ứng làm bạn gái của anh không gương mặt minh minh đỏ lên tức giận chỉ một ngón tay vào chán của hắn anh nha mới tỉnh lại đã làm chuyện xấu chỉ điểm này em đã không thương rồi đột nhiên gương mặt tề nhạc lúc này đỏ lên trong mắt có một tia buồn bã minh minh kỳ thật anh biết rõ mình không được bởi vì sử dụng năng lượng quá độ trái tim của anh bị kích thích, thích mãnh liệt, lần này tỉnh lại, chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Anh, anh chỉ mong vào lúc trước khi chính mình chết, trước khi nghe được em đáp ứng. Anh, Minh Minh đã giật mình, kinh hô một tiếng, Tề Nhạc, không, sẽ không, tại sao có thể như vậy? Mắt thấy nét hồng nhuận trên mặt Tề Nhạc đã biến mất, Minh Minh bị dọa sợ không nói ra lời, nhưng mà, nàng cũng không có nhìn thấy một tia giảo hòa trong đáy mắt Tề Nhạc. Minh, Minh, đáp ứng, anh, sao? Dù là, là em đáng thương cho anh để cho anh thỏa mãn đi thôi tề nhạc em đáp ứng em đáp ứng anh không phải đáng thương tề nhạc em không muốn anh chết chỉ cần anh còn sống cái gì em cũng đáp ứng anh cái gì cũng đáp ứng minh minh hoàn toàn sợ rồi mắt thấy gương mặt tề nhạc dần dần biến thành sám trắng âm thanh của nàng run rẩy nói năng lộn xộn tâm của chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi và kích thích mạnh như vậy trong nội tâm tề nhạc thầm than một tiếng kỳ thật trước đó khi nghe cơ đức tới hắn đã tỉnh rồi cũng nghe được chuyện của cơ đức cùng minh minh hắn biết rõ với tư cách con gái cơ thượng tướng trong nội tâm minh minh có ý thức quốc gia rất mạnh nếu như sau này mình yêu cầu nàng miễn cưỡng lưu lại chỉ sợ rất khó thành công hiện tại nàng lưu lại trải qua mình cố gắng mới có thể làm cho minh minh vĩnh viễn lưu bên cạnh mình hắn cũng không phải sợ thủ hộ giả phương tây gì đó hắn sợ nhất là minh minh vì lợi ích quốc gia vụng trộm rời khỏi mình bởi vậy hắn cố nén ý thương tiếc trong lòng mà lập kế hoạch minh minh em thật sự đáp ứng anh sao tề nhạc gian nan nói ra Minh Minh khóc không thành tiếng nói. Tề Nhạc, anh là hỗn đản, không cho anh chết, có nghe hay không? Không cho phép chết, chỉ cần ảnh không chết, cái gì em cũng đáp ứng anh cả. Không được chết, không được chết. Minh Minh dùng sức lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi lên người Tề Nhạc. Thấy bộ dáng thương tâm của nàng như vậy, trong lòng Tề Nhạc đau xót, cũng trong nháy mắt này, linh quang trong đầu lóe lên, hắn đã nghĩ ra một biện pháp giải quyết tốt nhất cho vấn đề hiện giờ, giả vờ thở sâu. Minh Minh, em thật sự không muốn anh chê, như vậy hiện tại cũng chỉ có một biện pháp nói mau anh nói mau đi bất luận biện pháp gì chỉ cần có thể cứu anh thì em cũng tình nguyện có phải muốn em truyền máu lần nữa hay không hiện giờ em sẽ làm vừa nói nàng đặt tay lên tay trái của mình như là đạo hào quang năm màu như lưỡi dao hiện ra tề nhạc đã giật mình ngăn cản nàng không không phải truyền máu truyền máu với anh cũng vô dụng thôi thân thể của anh có huyết mạch kỳ lân đã không còn vấn đề gì chỉ có trái tim bị tổn thương cực lớn hiện tại muốn anh sống sót chỉ có một biện pháp chỉ cần một người có huyết mạch kỳ lân khác tâm ý tương thông với anh, dùng trái tim của người đó tương liên với anh, bằng vào tim của người đó hòa nhập theo nhịp tim của anh, chỉ có như vậy, anh mới có cơ hội sống sót. Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện Tiên Hiệp Audio, nếu bạn thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 213, Bất Đảo 1, một người có huyết mạch kỳ lân như anh, thế nhưng mà, không phải anh là kỳ lân duy nhất sao? Minh Minh lo lắng lại biến thành buồn rười rượi, khí tức trên mặt tề nhà càng ngày càng yếu ớt, không, Minh Minh, em quên sao? Trong thân thể em có mau tươi của anh, nếu như, nếu như. Nghe xong lời này, Minh Minh lập tức tỉnh táo lại, vội la lên. Em có thể sao? Vậy anh mau nói nên làm thế nào đi? Tề nhạc miễn cưỡng khắc chế cảm tình bành trướng trong lòng. Minh Minh, em nghe anh nói, nếu như sử dụng loại phương pháp này, đối với em có hạn chế rất lớn, bởi vì tâm ý tương thông là có khoảng cách nhất định, em tuyệt đối không rời xa anh quá 50 số nếu không trái tim của chúng ta mất đi liên lạc, như vậy tim của anh sẽ ngừng đập hơn nữa sau khi tâm ý tương thông mỗi một thời gian ngắn chúng ta nhất định phải câu thông liên hệ một lần mới tiếp tục được đừng nói mau nói cho em biết nên làm thế nào chỉ cần có thể cứu sống anh những chuyện này có tính là cái gì gương mặt minh minh vì lo lắng biến thành tái nhợt nước mắt không ngừng rơi xuống tề nhạc nói vậy thì tốt hôn anh đi dùng tâm của em cảm thụ tâm của anh minh minh vào lúc này có lẽ đã quên ngượng ngùng cúi đầu xuống không có chút do dụ hôn lên đôi môi của tề nhạc. Bốn môi đụng vào nhau, thân thể tề nhạc cùng minh minh run lên nhẹ nhẹ, tuy đây không phải lần đầu tiên bọn họ hôn nhau, nhưng đây là lần đầu tiên hai người thanh tỉnh hôn nhau, tâm của tề nhạc hoàn toàn bị cảm giác mỹ diệu dẫn động, môi của minh minh còn lưu lại nước mắt mặn. Mặt, tề nhạc rũi cánh tay mình ra, cẩn thận ôm thân thể mềm mại của mình. Minh minh nhắm hai mắt, đột nhiên nàng cảm giác hai tay hữu lực ôm lấy thân thể của mình, cảm giác ấm áp chuyên tới, dưới cánh tay à này dẫn dắt, nàng đã tiến vào chăn bông, hai thân thể nóng hổi tiếp xúc với nhau. Thân thể tề nhạc cũng không phải hoàn toàn khôi phục lại, nhưng mà, chỉ là vân lực chưa khôi phục mà thôi, vài ngày trước đó, thần trí của hắn dần dần thanh tinh, chỉ là không khống chế được thân thể của mình mà thôi. Trải qua điều dưỡng thân thể nửa tháng, thương thê trong người khôi phục lại lúc này ôm thân thể mềm mại động lòng người như thế, với tư cách một nam nhân bình thường, với tư cách sử nam chưa trải sự đời, tâm của hắn rung động kịch liệt. Trong nội tâm minh minh không có dục vọng, hiện giờ nàng chỉ muốn cứu tề nhạc, hai thân thể dính sát vào nhau, minh minh lập tức cảm giác thân thể của mình nóng bừng, tiếng tim đập của tề nhạc truyền vào tai nên nàng cảm nhận rất rõ ràng, nàng cho rằng đây trinh là quá trình chậm chẽ cứu chữa. Mút cánh môi của minh minh, tay tề nhạc không có nhàn rỗi, tay trái ôm vòng eo nhỏ nhắn của minh minh, tay phải thì kéo tay phải minh minh vào trong ngực, ý niệm trong đầu khẽ động, lặng yên tìm kiếm trong tinh thần của minh minh. Sau khi tề nhạc đạt tới ba vân, tuy thực lực chưa khôi phục, nhưng tinh thần lực so với trước kia tăng cường trên phạm vi lớn, hắn có thể cảm nhận rõ mỗi tia chấn động thân thần trong lòng của Minh Minh. Bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của Minh Minh chạm vào cơ ngực cường tráng của mình, Tề Nhạc lập tức cảm giác một cảm giác kích thích mạnh mẽ, vô ý thức, tay phải của hắn vô ý thức đưa lên ngực Minh Minh. Ngực Minh Minh không có to như của Hải Như Nguyệt, nhưng lại tràn ngập co giãn, vừa vặn một tay có thể bóp hết, cảm giác ôn nhuận từ bộ ngực, tuy cách quần áo, nhưng vẫn làm huyết mạch Tề Nhạc trương phồng. Tâm thần Minh Minh run động kịch liệt, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc. Gần với nam nhân như vậy, mà đây càng là lần đầu tiên có nam nhân chạm vào cấm khu của nàng, nhiệt độ từ bàn tay của tề nhạc, nàng như con bồ câu nhỏ bị tổn thương, không ngừng run rẩy. Đổi lại bình thường, có lẽ Minh Minh đã sớm né ra, nhưng ý niệm của nàng bây giờ chỉ muốn cứu tề nhạc, bởi vậy, trong kích thích mãnh liệt, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nại, nhưng trong lòng có một cổ hỏa diễm bốc lên cao. Tâm của tề nhạc đang giấy ruộng, hắn biết rõ, nếu như hiện giờ mình muốn làm, như vậy rất có cơ hội sẽ đạt được thân thể minh minh nếu là như vậy minh minh mất trinh tiết đương nhiên không cách nào đi hy lạp thế nhưng mà dưới loại tình huống này đạt được minh minh thật sự không công bằng với nàng không không thể làm như vậy mặc dù mình phi thường khát vọng có được nàng nhưng mà tuyệt đối không được dùng phương pháp này chỉ dưới tình huống minh minh hoàn toàn tự nguyện mới có thể nghĩ tới đây tề nhạc cố nén xúc động trong nội tâm thở sâu bằng vào tinh thần lực và vân lực của chính mình cầu thông với tinh thần minh minh có lẽ nguyên nhân có sự tồn tại của huyết mạch kỳ lân, khí tức hai người câu thông thập phần thuận lợi, dưới vân lực tề nhạc tác động, vân lực của bản thân Minh Minh cũng cảm nhận được vân lực tề nhạc dao động, bốn loại vân lực của tề nhạc tiến vào thân thể của nàng, vây quanh kinh mạch của nàng mà hoàn thành một chu thiên. Làm như vậy, vân lực yếu ớt của tề nhạc tuy làm cho Minh Minh cảm thấy thoải mái, mà vân lực của Minh Minh dưới vân lực của tề nhạc kích thích cũng càng ngưng tụ hơn trước. Một vân chu kết thúc, biến hóa đầu tiên của hai người là hô hấp, tề nhạc hấp thu hô hấp của Minh 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 hấp thu hô hấp của Tề Nhạc, khi phun ra nuốt vào, thân thể của hai người từ từ hình thành đại vân chu, mà vân lực của hai người tiến vào thân thể của nhau, hình thành một tuấn hoàn hoàn mỹ. Trong lúc vô tình lại lục lọi ra phương pháp tu luyện hoàn mỹ, trong tình huống vân lực của hai người đồng nguyên, tâm thần Tề Nhạc cùng Minh. Minh vốn có chút khẩn trương và kích động đã bình thường lại. Mà ngay cả Tề Nhạc khắc chế dục vọng của mình cũng dịu lại, một cổ khí thức bình thản mang theo chính khí dâng trào trong người, bọn họ dần dần tiến vào cảnh giới mỹ diệu trong cảnh giới này, thần trí dần dần mơ hồ, hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện nhập định. Phuốt ve bộ ngực của đối phương, bốn môi đụng vào nhau, phương pháp tu luyện như vậy có thể nói là khoáng tuyệt cổ kim. Không biết thời gian qua bao lâu, Minh Minh chậm rãi từ trong mê mang tỉnh táo lại, nàng cùng tề nhạc vẫn hôn nhua như trước, bàn tay lớn ấm áp vẫn đặt vào ngực của nàng, vân lực trong cơ thể lúc này hóa thành thanh khí, không ngừng vận chuyển, vân lực nhìn thì không tăng lên quá nhiều, nhưng cảm giác có chút biến hóa khác với trước kia, cụ thể biến hóa thể hiện ở nơi nào minh minh cũng nói không rõ, đây chỉ là một loại cảm giác, môi của hai người hôn nhau, tự nhiên không cách nào dùng miệng hô hấp, mũi hô hấp nhưng vì khoảng cách quá gần nên cảm giác được. Vẫn là một người hít một người xả, tiết tấu tim đập như hòa vào nhau. Tay phải đặt trên ngực trái tề nhạc, minh minh có thể cảm giác tiếng tim đập của tề nhạc giống mình như đúc, không có chút sai lệch nào. Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện Tiên Hiệp Audio, nếu bạn thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 214, bất đảo 2. Trong nội tâm vui vẻ, Minh Minh thầm nghĩ, xem ra đã thành công, nhưng mà, rốt cuộc đây là phương pháp gì? Quá cảm thấy khó xử, khá tốt hắn không có việc gì. A à há, hắn nói cái gì kia, sau này mình không thể rời khỏi hắn quá 50 cây số sao? Nếu như là như vậy, vậy sau này, Minh Minh vừa nghĩ tới đây, tề nhạc bởi vì bị khí cơ của Minh Minh dẫn dắt nên tỉnh lại. Hơi động một chút, bốn môi nhẹ nhàng tách ra, có lẽ bởi vì hôn nhau quá lâu cánh môi hai người dình vào nhau, cho nên khi tách ra bờ môi hơi đau đớn. Tề nhạc, anh sao rồi? Minh Minh nhẹ giọng hỏi, lúc nói ra những lời này, gương mặt nàng đỏ bừng. Tề nhạc vẫn ôm Minh Minh như trước, bàn tay lớn đặt trên ngực nàng cũng bóp nhẹ, lúc bóp bóp, cảm giác tràn ngập co giãn thật thoải mái, bị bóp phú, Minh Minh rên rỉ một tiếng, nhưng nàng không dám kéo tay tề nhạc ra, ngượng ngùng thả người vào trong ngực, tay phải vẫn đặt lên ngực tề nhạc, tay trái vô ý thức ôm cổ của hắn. Minh Minh, anh không có việc gì, em cảm giác được không? Tim của chúng ta hoàn toàn nhất trí, từ góc độ này mà nhìn, chúng ta từ nay về sau sai chung con tim, em cần phải phụ trách với anh, hắc hắc. Chán ghét, Minh Minh đầm lên vai hắn một cái, tâm của nàng hiện giờ rất loạn, nhưng... Trong ngực tề nhạc lúc này thật thoải mái, nàng thật sự không muốn suy nghĩ nhiều làm gì, chỉ hy vọng vĩnh viễn có thể ở trong ngực của hắn, quên hết mọi chuyện không vui. Tề nhạc, anh thích em sao? Minh Minh nỉ non, không, anh không thích em, gương mặt tề nhắc tươi cười anh nói cái gì minh minh ngẩng đầu tay đang ôm cổ tề nhạc đưa lên lỗ tai của hắn siết chặt hung dữ ngẩng đầu nhìn hắn nhưng mà nàng nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của hắn nhà đầu ngốc y lớp yêu a làm sao có thể dùng chữ thích để thay thế được chứ tuy không có kinh nghiệm thực tế gì nhưng lý luận tán gái của tề nhạc vô cùng phong phú minh minh thuần khiết như tiểu hài tử làm sao là đối thủ của hắn minh minh đỏ mặt buông tay ra muốn nói hai chữ chán ghét và đấm lên vai tề nhạc nhưng nghĩ đến thân thể của hắn cũng chưa khôi phục, nói cái gì cũng không hạ thủ được. Tề Nhạc, anh thật yêu em sao? Thế nhưng mà, vì cái gì ánh mắt của anh nhìn qua con gái khác lại mê đắm như vậy? Anh yêu em từ lúc nào? Cái này, Tề Nhạc lặng đi, vấn đề của Minh Minh làm hắn không biết nên trả lời thế nào, nếu hỏi hắn yêu thích Minh Minh thì không biết được, về phần nhìn thấy con gái xinh đẹp thì đây chính là thói quen của hắn. Đương nhiên, đây cũng là thói quen của đa số nam nhân, trừ số ít chỉ thích nhìn nam nhân. Minh Minh ôn nhu lắc đầu, nói: "Đi, không cần phải nói. Em hiểu, chát cách lỗ đại sư từng nói qua, Kỳ Lân mỗi thời đại đều gắn với hai chữ Phong Lưu, đây là huyết mạch Kỳ Lân giao phó cho các người, nhưng đây là giao phó mặt trái. Em chỉ hy vọng trong tim của anh có em là được rồi. Nhưng mà, sau này anh có người khác mà khi dễ em là không được đâu, nghe rõ chưa?" Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn Minh Minh, hơi giật mình nói: "Em có ý khác không, về sau anh còn có thể tán gái." Minh Minh kỳ thật anh cũng không có háo sắc như vậy. Minh Minh cười khúc khích, nói, đi, anh có chỗ nào so sánh với nam nhân bình thường không? Giải thích chính là che giấu, tất cả nên thuận theo tự nhiên, em sẽ không ép anh làm cái gì, đồng dạng, em cũng không muốn anh ép em làm cái gì, được không nào? Trong lòng tề nhạc căng thẳng, nhưng rất nhanh hắn lại cười lên. Tốt, đương nhiên tốt, anh cũng không có yêu cầu gì khác, chỉ cần em nhớ kỹ em là người của anh, anh sẽ phụ trách với em, cho con tim chúng ta. Đập trung, em cũng không thể rời khỏi anh quá 50 cây số. Hắn có thể hoàn toàn khẳng định một điểm, Minh Minh tuyệt đối không để mình chết, tuy cảm giác có chút hèn hạ, nhưng cân nhắc phi tương lai của mình, tề nhạc không thể không lợi dụng điểm này. Minh Minh chừng mắt nhìn hắn, nói, anh thật hèn hạ, đột nhiên trong nội tâm tề nhạc có thứ gì đó. Minh Minh, kỳ thật anh rất rõ ràng, bất luận từ dung mạo hay là thân phận, anh đều không xứng với em. Nhưng mà, em cũng biết, anh là lưu manh, là côn đồ, vào lúc em lấy thân thể của mình đón một chiêu đánh lén kia, anh biết ngay, em nhất định là người của anh. Không phải một ngày, cũng không phải là một năm, mà là cả đời, một đời một thế." Tề Nhạc nói rất kiên định, tay của hắn kéo Minh Minh vào ngực, hoàn qua lưng áo mềm mại của nàng, ôm thật chặt, làm thân thể mềm mại của nàng dán vào người hắn, cúi đầu xuống, nhìn qua đôi mắt to tròn của Minh Minh. Minh Minh có chút lảng tránh cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói: "Cũng là vì em ngăn cản một chiêu đó cho anh, anh mới." "Không, anh không phải là người như vậy, em ngăn cản một đâm đó cho anh." Chỉ làm anh hiểu ra thôi, trong lòng anh đã có em từ lâu rồi. Đã như vậy, nếu anh còn không hành động thì anh đúng là đồ ngốc. Minh Minh, anh sẽ thủ hộ em cả đời, thẳng đến vĩnh viễn. Đáp ứng anh nhé, làm nữ nhân của anh. Tề Nhạc, Minh Minh ngẩng đầu, lệ quang óng ánh trong mắt lóe lên, hai tay vần quanh cổ của Tề Nhạc, chủ động dâng đôi môi mềm mại của mình lên, chỉ có điều, lúc này là bờ môi nóng bỏng của nàng. Thân ảnh cao gầy ngoài cửa chậm rãi thoái lui, nàng thông qua khe cửa đã sớm nhìn thấy cảnh bên trong rồi nàng không có đi vào, chỉ rời đi trong yên lặng, trong ánh mắt có vài phần cô đơn. Mười ngày sau, biệt thự Long vực có khách tới thăm. Đại sư, lấy tề nhà cùng hải như nguyệt cầm đầu, các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cung kính chạy tới trước mặt người trẻ tuổi kia, bọn họ cung kính hoàn toàn từ nội tâm, không có chút làm ra vẻ, bởi vì, người đứng trước mặt bọn họ, chính là thiên dẫn chát cách lỗ. Chát cách lỗ hôm nay mặc một bộ quần áo thể thao, trên đầu mang theo cái mũ, nhìn hắn giống thanh niên hăng hái tuổi trẻ, chỉ có đều trong mắt ôn hòa, không hợp với bộ dáng của hắn. Đột nhiên tới quấy rầy mọi người, thật sự có lỗi, vài ngày trước tôi đã nghĩ tới, nhưng có việc không thể phân thân ra được, cho tới hôm nay mới tới đây. Tề Nhạc, anh không sao chứ? Tề Nhạc cười hắc hắc, đi đến trước mặt Chat Cách Lỗ, mặt mày hớn hở nói. Đại sư nhìn bộ dáng của tôi giống có việc gì sao? Đại sư, lần này ngài tới đây là xem tôi có chết hay chưa sao? Chat Cách Lỗ mỉm cười nói, anh đấy, vẫn như cũ tôi nghe như Nguyệt nói anh đã đạt tới ba vân rồi, lại nói tiếp, ngay cả tôi cũng không tin đấy. Vừa nói, hắn thò tay phải ra, dùng ngón cái, ngón giữa, ngón trỏ bá mạch của tay phải của tề nhạc. Tề nhạc không có trốn tránh, trong miệng lại diễu diễu nói. Đại sư, tôi không thích nam nhân sờ tôi đâu, chát cách lỗ không có mở miệng, chỉ nhắm mắt yên lặng cảm thụ cái gì đó, một tầng phật khí phiêu du ra ngoài, các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ. Thần ở chung quanh như được tắm trong gió xuân, bạn đang nghe chuyện trên tinh truyện tiên hiệp audio, nếu bạn thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 215, Bất Đảo 3 Sau nửa ngày, chát cách lỗ mở hai mắt ra, than nhẹ một tiếng, nói Tề nhạc, anh không làm tôi thất vọng, thời gian không tới nửa năm, anh thật sự làm tôi sợ hãi thán phục đấy, kỳ lân quả nhiên là kỳ lân a hát Tôi vốn lo lắng tính cách của anh khó dung nhập với các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khác, nhưng hiện tại xem ra tôi lo lắng dư thừa. Sau khi tìm được mấy chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, Đến núi Thiên Hương đỉnh quỷ kiến sầu khuất nhục bốn đại gia tộc, tôi nghĩ anh đã được đồng bạn tiến nhiệm, không phải sao? Tề nhạc nhún nhún vai, nói, tôi chỉ làm chuyện nên làm mà thôi. Đại sư, ngài không cần lo lắng cho tôi đâu. Hải Như Nguyệt Cung Kính nói, đại sư, xin đi theo tôi vào trong nghỉ ngơi đi. Chát cách lỗ gật gật đầu, hắn kéo tay tề nhạc và theo mọi người vào trong biệt thự. Mọi người trong đại sảnh phân chủ khách ngồi xuống, chát cách lỗ ngồi lên chủ vị, từ đông nói. Đại sư, lần này ngài tới đây có vì cần phân phó chúng ta làm sao?" Trát Cách Lỗ lắc đầu, nói: "Không, tôi chỉ là thiên dẫn, kỳ thật, sau khi Tề Nhạc xuất hiện, sứ mệnh của tôi đã hoàn thành. Chỉ khi các vị gặp khó khăn không giải quyết được, mới cần tôi trợ giúp. Lần này tới đây, một là muốn thăm các vị, mặt khác, tôi còn có chuyện cần thông báo cho Tề Nhạc rõ." Thiên dẫn cùng Kỳ Lân là hỗ trợ tương sinh, khi thực lực Tề Nhạc tăng lên, hắn và Trát Cách Lỗ lần nữa gặp mặt, cảm giác thân thiết mạnh hơn trước. Hải Như Nguyệt nói, đại sư, có cần chúng ta tránh đi trước hay không? Chát cách lỗ mỉm cười lắc đầu, nói, chuyện này có liên quan tới các vị, các người đều là đồng bọn, sau này sẽ cùng đối mặt khó khăn với nhau. Đồng bọn, đầu tiên phải thành lập dựa trên tín nhiệm. Phật viết, năm bao hàm đều không, đầu tiên các vị buông bỏ tất cả cảm xúc mặt trái trong lòng mình đi, khi đó tất cả sẽ trở nên thông thấu. Tề nhạc, đại sư, ngài nói đi, tề nhạc nghe chát cách lỗ là tới tìm hắn, vui cười trên mặt thu liếm rất nhiều. Chát cách lỗ mỉm cười nói, lần này tôi tới tìm anh là có ba chuyện, chuyện đầu tiên là hy vọng anh nắm chắc một ít, mau chóng tìm được năm vị sinh thiếu thủ hộ thần, chỉ có 12 sinh thiếu thủ hộ thần tề tụ, các vị mới có cơ sở đối kháng với khó khăn. Tề nhạc gật gật đầu, nói, tôi sẽ, đại sư, nhưng tôi còn không biết nên đi đâu tìm kiếm những người còn lại. Thẳng thắn mà nói, tìm được điền thử, tiểu ất, mạc địch, quản bình, kỳ thật là vận khí tốt. Chát cách lỗ nói, không, chuyện này không đơn giản là vận khí, anh là trời ban niềm lành, sau khi anh xuất hiện, sẽ hấp dẫn các chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần còn lại xuất hiện, anh cần làm, chính là chú ý gia tăng thực lực của mình, khi đó mới tìm kiếm sự tồn tại của bọn họ. Tề nhạc gật gật đầu, nói, tôi hiểu rồi, tôi sẽ chú ý, còn hai chuyện khác là gì? Trát cách lỗ mỉm cười, nụ cười của hắn rất quỷ dị. Chuyện thứ hai chủ yếu là về chính anh, anh là người trời sinh không bị trói buộc, khi thực lực tăng lên, lực hấp dẫn của bản thân càng ngày càng mạnh, khó tránh khỏi bị nhiều nữ nhân chú ý. Kỳ lân trời sinh phong lưu, nhưng mà, có chuyện tôi cần phải cảnh cáo anh. Trước khi anh tìm được bốn hồng nhân chi kỷ, nhất định phải bảo trì đồng thân. Yến Tiểu ất vừa mới uống một ngụm nước, nghe chát cách lỗ nói như vậy liền phun ra ngoài, thấm ướt mặt đất, hắn ho khan thật lớn, ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn qua tề nhạc. Xâm hổ từ đông thì há to mồm, lão đại, anh được không đó, anh còn là sử nam sao, tôi tưởng rằng chỉ có điền thử thôi đấy, tôi còn tưởng anh rất dâm đáng, thì ra anh quá ngây thơ nha. Quản Bình ngồi bên cạnh Từ Đông có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói: "Kỳ thật, kỳ thật tôi cũng còn là sử nam." Mạc Địch khẽ gắt một tiếng quay đầu đi chỗ khác, điên thử thấp giọng nói: "Em, em sợ nhất là thảo luận về vấn đề dâm đãng này." Gương mặt Minh Minh đỏ thấm, phụng trộm nhìn qua Tề Nhạc, mà trong mắt Hải Như nguyệt toát ra một tia kinh ngạc và khó hiểu. Hiện giờ Tề Nhạc muốn làm nhất chính là tìm cái đất chui xuống dưới. Hắn làm thế nào cũng không ngờ chuyện thứ hai của chát cách lỗ nói là chuyện này, đỏ mặt một cách hiếm thấy. Đại sư, cái này, đây là ý gì? Chát cách lỗ nghiêm mặt nói. Tề nhạc, tôi cũng không phải đang nói đùa với anh. Khi cảnh giới đạt tới ba vân, huyết mạch kỳ lân đã hoàn toàn dẫn động, dưới loại tình huống này, thân thể của anh đã khác người bình thường rất lớn. Một khi phát sinh quan hệ nam nữ, sẽ mang tới phụ tải quá lớn cho con gái người ta, thậm chí sẽ mất tính mạng, không chịu nổi anh đâu. Sắc mặt tề nhạc biến đổi, phiền muộn lúc trước biến thành ngạc nhiên, sau ngạc nhiên là vui mừng, đột nhiên, hắn cười ha hả, nói. Chẳng lẽ chẳng lẽ tôi chính là kim thương bất đảo trong truyền thuyết sao cơ bắp trên mặt trát cách lỗ có rút một cái nói anh hiểu như vậy cũng không phải không đúng nhưng mà đây không chỉ là vấn đề cơ năng của anh đồng thời bởi vì trên người của anh có khí thức kỳ lân rất dễ dàng làm nữ nhân đạt tới cao trào thậm chí là cao trào thác loạn đồng thời bởi vì thiên tính kỳ lân phong lưu một khi đã lâm trận là không dừng lại nếu như không có nhiều nữ nhân ứng phó rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm cho nên tôi mới nhắc nhở anh không nên tạo nguy hiểm cho người mình âu yếm. Tề nhạc thở dài một tiếng, trong mắt có vui vẻ. Thật sự là nhân phẩm tốt, mọi chuyện đều tốt ra hát. Đây trừ điền thử cùng chát cách lỗ ra, ai nghe những lời này của hắn, cơ hồ đều không ngoại lệ cúi người làm bộ dáng nôn mưa. Ánh mắt xấu xa của tề nhạc nhìn qua minh minh, trong nội tâm thầm nghĩ, khá tốt ngày đó không hành quyết minh minh ngay tại chỗ, nếu không đúng là nháo ra chuyện rồi. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn, minh minh đỏ mặt, gắt một tiếng. Anh, anh nhìn em làm gì, Tề nhạc cười hắc hắc, vừa muốn mở miệng, lại nghe Yến Tiểu ất nói. Lão đại, anh thật sự còn là sử nam à, lần trước chẳng phải xe taxi đã bị anh làm rồi mà. Nghe hắn nói làm tề nhạc giật mình, đương nhiên hắn hiểu Yến Tiểu ất nói tới bạn gái trước kia, lúc trước hắn và Yến Tiểu ất đánh một trận, cộng thêm sử dụng bản chuyên phá vũ thuật cũng vì tranh giành nữ nhân A, nhưng lúc này minh minh ở đây, bỗng nghe Tiểu ất nhắc tới nàng, tề nhạc biến sắc, hung ác nói. Anh không lên tiếng không ai nói anh câm đâu, Yến Tiểu ất lập tức hiểu được, nói. Lão đại, tôi, tôi chưa nói gì cả. Từ ngày nhìn thấy thực lực cường hãn của tề nhạc, hắn gọi lão đại cũng thuận miệng hơn. Minh Minh Hiếu Kỳ nói, cái gì gọi là xe taxi, tề nhạc ho khan hai tiếng, vội vàng nhìn chát cách lỗ nói. Đại sư, ngài nên nói chuyện thứ ba đi, nếu như kích thích tôi quá lớn, ngài nên nhắc nhở tôi trước, tôi khỏi bị hù sợ nha. Bạn đang nghe chuyện trên tình truyện Tiên Hiệp Audio, nếu bạn thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 216, bất đảo 4, chát cách lỗ mỉm cười, nói, chuyện thứ ba kỳ thật cũng không có gì, tôi đã tới tuổi vào đời tu luyện. Lịch đại cao tăng truyền pháp điển, người tu hành chúng ta cần vào đời tu hành một lần, cảm thụ hồng trần. vào đời tu luyện là chương trình học, cách gọi của hiện giờ là xuất thế, chỉ như vậy mới hiểu chân lý của Phật. Cho nên, tôi sẽ lưu lại kinh thành một năm, sẽ cùng sinh hoạt với các vị, các vị sẽ mang tôi mở mang kiến thức với thế giới bên ngoài. Kiến thức chính là hồng trần. nghe chát cách lỗ nói, toàn trường vắng lặng chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần hai mặt nhìn nhau bọn họ không ngờ chuyện cuối cùng là như vậy từ đông hỏi dò đại sư ngài muốn kiến thức hồng trần sao chẳng lẽ ngài không bị hồng trần ô nhiễm chát cách lỗ mỉm cười nói nếu là như vậy chỉ nói rõ tôi phật lý không sâu trong hồng trần cuồn cuộn mới có thể chính thức tìm được sơ hở trong nội tâm của mình phật tại tâm hy vọng các vị sẽ giúp tôi từ đông gật gật đầu nói vậy được rồi đại sư tôi sẽ giúp ngài chát cách lỗ chắp tay trước ngực, nói, A-di-đà Phật, vậy đa tả an hát hát rồi, khổ. Tề nhạc đốt điếu thuốc cho mình, nói, đại sư, ngài phải vào hồng trần một lần, có cần chúng tôi tận lực mang ngài đi lăn lộn trong hồng trần hay không? Vừa nói, trong ánh mắt toát ra thần quang tả ác. Yến Tiểu ất lập tức hiểu ý tề nhạc, hát đệm nói. Tôi nghĩ chát cách lỗ đại sư nhất định đã có tính toán như vậy, dù sao, chỉ có ở chữ, Hồng mới hiểu được bất đắc dĩ trong hồng trần, đại sư, có phải như vậy hay không? Chát cách lỗ vô ý thức gật gật đầu, nói: trên căn bản là ý này a. À. Vậy làm phiền các vị rồi. Kế hoạch của tôi là ở nơi này một năm. Tôi nghĩ thời gian một năm cũng đầy đủ cho tôi thể nghiệm hồng trần, mà kinh thành chính là một nơi đô hội, có lẽ đầy đủ cho tôi thể nghiệm rồi. Tề nhạc, Từ Đông, Yến Tiểu ất ba người nhìn nhau cười dâm đãng đều xuất hiện nụ cười tà ác. Hải Như Nguyệt giàn xếp cho Chát Cách Lỗ ở lại trong biệt thự, biệt thự rất lớn, phòng ốc rất nhiều. Chát Cách Lỗ đã đến đương nhiên nàng phải nói rõ những chuyện xảy ra trong thời gian này, kể cả biên hóa trên người tề nhạc, cộng thêm quá trình bốn đại gia tộc thần phục, nghe hải như Nguyệt nói, chát cách lỗ lập tức tán dương tề nhạc, nhất là nghĩ cử hắn dùng máu của mình cứu minh minh. Giàn xếp tốt cho chát cách lỗ, hải như Nguyệt vừa mới đi vào trong phòng, trước mặt đã đụng phải tề nhạc. Nàng như không nhìn thấy tề nhạc, bình tĩnh đi xuống lầu. Như Nguyệt, tề nhạc gọi nàng lại, hải như Nguyệt dừng bước lại, cũng không quay đầu lại. Có việc gì thế, không có việc gì không thể gọi cô sao? Như Nguyệt, những ngày này hình như cô cố ý tránh tôi, từ khi tôi tỉnh lại, chúng ta cộng lại cũng chưa nói được 10 câu, tôi cũng không có chọc cô a. À. Tề Nhạc gãi gãi đầu, quả thật hắn có cảm giác khó hiểu, từ khi hắn tỉnh táo lại, Hải Như Nguyệt vẫn ôn hòa như trước, không có lạnh như băng, nhưng có chút hờ hững với hắn, giống như hắn là người xa lạ. Hải Như Nguyệt lạnh nhạt nói, anh bây giờ có bổn sự như vậy, còn quan tâm tới tôi sao? Ngày đó chẳng phải anh rất dũng mãnh sao? Anh có thể tự tin một mình bình định bốn đại gia tộc, anh đã trở thành thủ lĩnh sinh thiếu thủ hộ thần chúng ta một cách chân chính rồi. Tề nhạc trật nói, thì ra cô giận chuyện này sao? Tôi cũng không có giấu giếm cái gì, các người không hỏi, chẳng lẽ tôi tự mình khoe khoang hay sao? Cuống chi thực lực tôi biểu hiện ra ngoài, đại đa số đều là lúc tăng lên cảnh giới ba vân, thực lực tăng lên mới có hiệu quả như vậy. Cô cũng biết, mỗi tăng lên một phân, thực lực sẽ tiến bộ thật lớn, hơn nữa một khi sử dụng kỳ lân bản tương dị hóa sẽ có biểu hiện mạnh hơn. Tôi chỉ là côn đồ, sao có thể lãnh đạo sinh thiếu thủ hộ thần được chứ? Những chuyện này cần nhờ cô rồi. Như Nguyệt, đừng nóng giận được không? Sau này có chuyện gì tôi sẽ nói với cô trước, ngay cả đồ lót mỗi ngày màu gì cũng nói với cô, vậy được chưa? Hải Như Nguyệt tức giận quay đầu lại, nói, tốt vậy sao? Tề nhạc cười hắc hắc, nói, được rồi, Như Nguyệt, cô đừng nóng giận. Chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần chúng ta là người một nhà, thực lực của tôi tăng lên là chuyện tốt mà. Hải Như Nguyệt nói, ít giả bộ ngớ ngẩn lừa đảo, ngày đó không phải thể hiện ra trong chiến đấu rồi sao, đồng thời còn có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, những kinh nghiệm này có từ nơi nào. Những chuyện của anh tôi không rõ lắm, Tề nhạc nhún nhún vai, nói, chẳng lẽ cô cho rằng tôi đi Takla Makan nhiều ngày như vậy là vô dụng sao? Có cơ hội cô nên đi tới đó một chuyến, sẽ hiểu được những kinh nghiệm của tôi có được từ đâu. Hải như Nguyệt hừ một tiếng, nói, dù sao anh cũng cẩn thận cho tôi, về sau tôi phát hiện anh có giấu giếm cái gì, hừ hừ. Tề nhạc có chút bất mãn nói. Cô biến thành mẹ tôi khi nào vậy? Từ nhỏ tôi không có cha nuôi, không có mẹ quản, hiện giờ có cô rồi. Nhìn thấy Hải như Nguyệt thay đổi sắc mặt, hắn vội vàng nuốt câu sau lại. Tề nhạc, dường như Minh Minh còn không biết xe taxi là có ý gì, nhưng mà, tôi đã điều tra kỹ càng chuyện trước kia của anh, có muốn tôi nói cho Minh Minh nghe chuyện anh và Tiểu Ất tranh giành xe taxi không? Nghe xong lời này, sắc mặt tề nhạc suy sụp xuống. Ngừng, tôi, tôi sai còn không được sao, như Nguyệt, cô bỏ qua cho tôi đi, tôi và minh minh của cô chỉ mới bắt đầu thôi. Minh minh của tôi, hừ, anh nên cắt ra mặt bên trái dán vào bên phải đi. Có ý gì, một bên còn nghịch ngợm, một bên không biết xấu hổ. Nhìn thấy bong lưng hải như nguyệt rời đi, tề nhạc thực sự im lặng rồi, hắn phát hiện, mình càng ngày càng sờ không rõ tính cách của Phách Vương Long. Nhưng mà, hắn phiền muộn rất nhanh biến mất, bởi vì từ đông mới nói cho hắn nghe, buổi tối hôm nay, sẽ mang theo mình, tiểu ất cùng chát cách lỗ đại sư đi thể nghiệm cái gọi là sinh hoạt hồng trần màn đêm buông xuống minh minh cùng hải như nguyệt cùng đi ra ban công ngắm cỏ xanh mướt trong sân lúc này bốn đạo thân ảnh đang lặng lẽ đi ra khỏi cửa chính lặng lẽ đi tới biên giới bãi cỏ xanh mướt hải như nguyệt nhìn về phía minh minh nói em cho anh ta phóng túng như vậy sao mấy gia hỏa này đi chung với nhau chắc chắn không có gì tốt minh minh mỉm cười nói nam nhân nên cho không gian tư nhiên anh ta là kỳ lân huống chi lịch lãm hồng trần là yêu cầu của đại sư Em chưa từng nghĩ sẽ hạn chê tề nhạc cái gì, đại sư không phải đã nói, trước khi không có bốn hồng nhan chi kỷ, anh ta nhất định phải bảo trì đồng thân, em sợ cai gì chứ? Hải Như Nguyệt cũng cười, nhẹ nhàng ôm vai minh minh. Nhà đầu ngốc, có lẽ em xem thường trình độ dâm đáng của đám người này rồi. Không phải là bốn nữ nhân sao, nếu như bọn họ nguyện ý tìm cho tề nhạc bốn nữ nhân, chơi 5P cũng chả là gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện Tiên Hiệp Audio, nếu bạn thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 217, eo tốt, sắc mặt minh minh biến hóa, ngạc nhiên nói, không thể nào, chị như Nguyệt, chị không nên dọa em sợ. Vui vẻ trên mặt hải như Nguyệt càng đậm, chị hay nói giỡn, tề nhạc có bạn gái xinh đẹp như vậy, người bình thường làm sao đặt vào mắt của hắn. Phải biết rằng, hiện giờ anh ta không phải tiểu côn đồ trước kia. Ít nhất là có phẩm vị của côn đồ, Minh Minh cũng cười, đúng vậy, cho dù tề nhạc muốn tìm nữ nhân, ít nhất cũng phải như chị Như Nguyệt mới được nha. Hi hi, chị Như Nguyệt, ngược chị thật lớn, có thể cho em sờ được không? Tiểu sắc nữ, muốn bị đòn à, Như Nguyệt cười mắng vuốt ve bóp vú lòng trảo thủ của Minh Minh. Không cho em sờ, chẳng lẽ chị muốn cho anh ta sờ? A à hát, chị Như Nguyệt, em sai rồi, em nhột lắm. Tề nhạc, từ đông, Yến Tiểu ất mang theo chát cách lỗ lặng lẽ đi ra khỏi biệt thự long vực, từ đông đã sớm mang xe đậu ngoài cửa bốn người phân biệt lên xe yến tiểu ất nhịn không được hỏi lão đại anh không sợ chúng ta đi ra ngoài xa đoạ sẽ làm minh minh tức giận sao tề nhạc nói minh minh sẽ quản được tôi sao minh minh nói chỉ cần trong nội tâm của tôi có cô ấy là được hơn nữa tôi đi ra ngoài cũng không muốn làm gì tôi chỉ muốn dẫn đại sư đi kiến thức hồng trần thôi yến tiểu ất có chút ghen ghét nói ngoá vậy anh không có trí tán gái rồi tại sao vận khí tôi không tốt như thế tìm bạn gái cực phẩm nhưng không bị hạn chế, lão đại, vận khí của anh quá tốt ha. À? Tề nhạc cười hắc hắc, nói, ai bảo nhân phẩm tôi tốt chứ, Yến Tiểu ất nhìn tề nhạc nhiều lần rồi đưa ngón giữa lên. Lão đại, thẳng thắn mà nói, anh lần trước rất mạnh nha. Đổi lại tôi là, minh minh, chỉ sợ cũng trốn không thoát bàn tay của anh. Thẳng thắn mà nói, anh dùng mau mình cứu minh minh, có phải đã sớm có dự mưu đúng không? Tề nhạc hừ một tiếng, nói, dự mưu cái đầu anh, thời điểm đó mà rất nguy cấp tôi cũng không phải là anh anh không nên dùng tư tưởng cầm thú của mình mà cân nhắc tôi đây hóa anh là người đứng đăn nhưng mà tôi thật sự không nghĩ rằng lão đại anh tới bây giờ vẫn là sử nam ai nam nhân không có nhấm nháp qua hương vị nữ nhân thì không phải nam nhân trinh thức a à? ngứa ra có phải không xem ra tôi phải đặc huấn cho anh một lần để cho anh nhận thức vì sao hoa kia lại hồng ta kháo lão đại anh biết sử dụng thủ đoạn này khiến tôi sợ nhất không thế đại sư ngài giúp tôi đi yến tiểu ất xin giúp đỡ nhìn về phía chát cách lỗ chát cách lỗ bất đắc dĩ nhìn hắn nói tiểu ất không phải tôi không giúp anh nhưng mà tôi lại không hiểu các anh đang nói cái gì làm ao giúp anh được muốn không bị uy hiếp kỳ thật rất đơn giản chỉ cần anh tăng thực lực lên tề nhạc sẽ không có biện pháp khi dễ anh yến tiểu ất cười khổ nói làm gì dễ dàng như vậy tôi so sánh với lão đại quả thực là trời và đất a từ đông vừa lái xe ô tô tiến vào nội thành vừa nói nói làm sao dễ như vậy thời điểm tôi quen lão đại, anh ta ngay cả một phân cũng chẳng đạt tới. Hiện tại thì sao, trải qua cố gắng của anh ta, thực lực đã đuổi theo thậm chí vượt qua tôi rồi. Chỉ cần chịu cố gắng, không có gì là không thể. Trong nội tâm Yến Tiểu ất khẽ động, ngẫm lại nói. Chuyện này cũng phải, tôi cũng bắt đầu cố gắng thôi. Sau này nhất định các người sẽ nghe tôi chỉ huy. A à hát, đúng, xâm hổ, hôm nay chúng ta đi nơi nào đây, tôi rất quen thuộc với kinh thành, có muốn tôi mang theo mấy muội muội cực phẩm đi cùng không? từ đông mỉm cười âm thanh mềm nhún nhu hòa như cũ không cần cho dù anh quen thuộc kinh thành này nhưng chưa chắc biết chơi như tôi tôi mang các người đi nhất định là chỗ tốt tề nhà cười nói đúng đấy người ta là dâm hổ mà anh là lia dương sao mà so với người ta được lão đại bà mẹ anh lại nói tôi liệt dương tôi tôi sẽ trở mặt sắc mặt yến tiểu ất rất khó nhìn trong nội tâm ai thán vì cái gì mình là dê chứ đúng là không may tề nhà cười ha hả nói tốt anh không phải liệt dương, nếu không, chúng ta đi ăn thịt dê nướng nhé. A Di Đà Phật, tiểu ất nói đúng, chỉ có những người không tu Phật mới hay ăn rượu thịt, Phật ở trong lòng. Nhưng tuyệt đối không ăn mặn được. Tề Nhạc bất đắc dĩ gật gật đầu, nói: "Tôi chỉ nói đùa thôi. Từ đại ca, chúng ta đi nơi nào?" Từ Đông cười hắc hắc, nói: "Tiểu ất, không phải anh cũng thường chơi sao? Anh nói một chất, đối với nam nhân chúng ta mà nói, cái gì mới là cách chơi kích thích nhất đây?" Yến tiểu ất không cần suy nghĩ mà trả lời: đương nhiên là 4 p một nam ba nữ như vậy mới sảng khoai nhất ba em gái cùng đi một bến tàu đẩy bờ mông còn có thể vuốt ve cảm giác kia quả thực là quá thoải mái nếu nữ nhân nhiều hơn nữa sẽ rất khó ứng phó cho nên tôi cho rằng đó là tốt nhất từ đông mỉm cười nói lão đại vậy anh nói thế nào cái gì là kích thích nhất tề nhạc nói tiểu ất nói quá thông thường tôi cho rằng kích thích nhất là phát sinh quan hệ với các em gái đồng tính luyến ái anh ngấm lại, nếu có thể nhìn các nàng lăn lộn uyên ương trên giường, cảm thụ đau nhức và khoái hoạt của các nàng, tuyệt đối là kích thích giác quan nhất. Ngoá, lão đại quả thực tả ác, Yến Tiểu ất ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng trong mắt cũng đã có hưng phấn xuất hiện. Từ đông thở dài một tiếng, nói, anh hùng trọng anh hùng A, à. lão đại, tôi thực hoài nghi, anh còn là sử nam thật sao? Chỉ có nhận thức này thì anh đạt tới cảnh giới trí cao rồi đấy. Trong đầu tề nhạc hiện ra cảnh của Trầm Vân cùng hứa tình, hồi tưởng lại trang diện gặp các nàng lần đầu tiên hắn đã cảm thấy thật kích thích trong nội tâm nóng lên dục vọng chậm rãi ngẩng đầu lên không ăn qua thịt heo tôi cũng nhìn thấy heo chạy a à. từ đại ca anh cũng cho là thế không từ đông cười nói đương nhiên nếu đại sư đã muốn lịch lãm hồng trần chúng ta đương nhiên phải đưa đi địa phương kích thích nhất bởi vậy chúng ta đi ngắm hồ điệp đi hồ điệp là con bướm chát cách lỗ có chút tò mò nói cái gì gọi là hồ điệp từ đông nói hồ điệp là cách gọi chung khi đi uống rượu kỳ thật chính là quán ba đồng tính. Địa phương nổi danh nhất kinh thành chính là quán ba đầu phố hậu thủy, chúng ta trực tiếp đi tới quán ba đồng tính đó là được, tôi nghĩ cảm giác kia nhất định sẽ phi thường kích thích. Yến Tiểu ất hưng phấn nói, vậy nhất định phải đi ngắm hồ điệp A, nói không chừng chúng ta sẽ có cơ hội tìm được mỹ nữ cực phẩm đấy. Tề nhà cười hắc hắc nói, Tiểu ất anh đẹp trai như thế, tôi thấy, anh nhất định sẽ câu được nhiều anh đẹp trai nha, lão đại, không nên kích thích tôi được không, tôi không có hứng thú với nam nhân. Vừa nói, hắn còn tận lực hoạt động thân thể, tránh xa tề nhạc một chút. Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện Tiên Hiệp Audio, nếu bạn thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 218, Eo Tốt 2, từ đông lái xe rất nhanh, nhưng đồng thời cũng phi thường vững vàng, thời gian không dài, bọn họ đã rời khỏi đường cao tốc sân bay đi tới quán Ba Đồng Tính. Sở dĩ gọi là hậu thủy, là vì nó tiếp giáp kinh thành và một cái hồ nhỏ. Dùng nước để hình dung, có lẽ là do kinh thành ít nơi có nước như thế này a à ngừng xe, từ đông đỗ xe rồi mang theo ba người đi vào quán ba. Quán ba nhìn từ bên ngoài không xa hoa, mỗi một gian quán ba bề ngoài trang hoàng nhìn rất trang nhã, cũng ít có cảm giác xa hoa, trong quán rượu ngọn đèn rất tối. Vừa đi, ngẫu nhiên có thể nghe không ít tiếng nam thanh nữ tú nói chuyện, thậm chí còn có không ít người nước ngoài tới đây, bởi vì là mùa đông, đại bộ phận người lúc này đều ở trong quán ba, từ bên ngoài không nhìn thấy được. Tề nhạc nhìn quần áo của mình, nói, từ ca, rốt cuộc đi đâu, từ đông mỉm cười, nói, đừng nóng vội sắp tới rồi nhưng mà có chuyện tôi cần nói rõ với các người trước tiến vào không dễ dàng như vậy bởi vì chỗ đó chỉ dành cho khách đồng tính muốn đi vào nhất định phải làm cho mình biến thành đồng tính mới được các người cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đừng tề nhạc trước kia kinh tế túng quẫn nên không cách nào đi tới những nơi này ngay cả yến tiểu ất là công tử phong lưu bụi hoa ở kinh thành cũng ngẩn người xâm hổ chúng ta phải chứng minh thế nào chúng ta phải giả đồng tính sao từ đông cười xấu xa, dùng âm thanh mềm nhũn trầm thấp nói. Cái này đơn giản a à hát, chúng ta bốn người, hai người ghép thành đôi, sau đó trước kia tiến vào quán ba, phải hôn thật nồng nhiệt, đương nhiên là có thể đi vào. Kháo, từ đông nói thế làm tề nhà cùng Yến Tiểu ất đưa ngón giữa lên, hai người đồng thời lui về phía sau một bước, giữ khoảng cách với từ đông, giống như trên người của hắn có ôn dịch vậy. Sắc mặt chắc cách lỗ đại sư đỏ lên, nói, cái này, cái này, tôi là người xuất gia, chỉ lịch lãm hồng trần, Hôn môi thì không cần đâu. Nếu không, các người làm đi, tôi nhìn nhé." Từ Đông cười ha hả, nói, "Đi rồi, tôi chỉ cho các người thôi, cũng chỉ có cao thủ phong lưu như tôi, ngay cả cửa cũng không vào được, vậy không cần lăn lộn nữa. Không muốn hôn môi thì đơn giản, còn có một biện pháp chứng minh. Các ngươi nhìn rõ động tác của tôi, khi tới đó chỉ cần lặp lại là được." Vừa nói, Từ Đông bước hai bước ra ven đường, dừng lại ở nơi u ám, chân phải bước lên nửa bước, khoảng cách giữa hai chân chừng 40 cm. Eo tốt, tay trái của hắn rủ xuống, tay phải chỉ ra sau lưng mình. Thân tốt, hai tay thu về, đặt lên lưng của mình. Đây là tư thế hợp thành nhân thận bảo. Tay phải nâng lên, năm ngón tay mở ra, động tác cực kỳ hài hòa lắc lắc một cái. Tôi là công, hai tay có chút khoa trương vươn về phía trước, lại hợp về phía sau, phối hợp với lắc eo một cái, làm ra tư thế yểu điệu. Công cường tráng, hai tay nâng lên uốn lượn, làm ra động tác dương tay khoe cơ bắp. Công vĩnh viễn, phần eo lắc lắc, lắc ba cái, đồng thời hai tay thu lại ba lượt, từ đông lúc này, ánh mắt trở nên cực kỳ dâm đáng. Cường công, tay trái thu lại sau lưng, tay phải hư chảo, giống như vuốt ve ai đo, phối hợp với phần eo lắc lư. Thiên công, cuối cùng là nằm xuống, động tác nhanh như tia chớp, bọn người tề nhạc trợn mắt há hốc mồm. Làm xong tất cả, từ đông có chút đắc y nói. Nhìn rõ ràng chưa, đây toàn bộ là các động tác cần thiết, các người chỉ cần làm được ra lông, trà trộn vào quán ba đồng tính không thành vấn đề. Bây giờ chúng ta là bốn đại tài tử của kinh thành. Mà đoạn vừa rồi, chính là lời dân của quán ba đồng tính. Tề nhạc nhìn về phía Yến Tiểu Ất, nghi ngờ nói. Người này là ai, anh nhận ra không? Yến Tiểu Ất rất phối hợp nói. Không biết a hát, nhưng mà, nhìn bộ dáng anh ta, chắc là giáo sư dâm dục vừa thoát ra ngoài đấy. Từ đông tức giận nói. Bà mẹ nó các ngươi, các người không học cũng được. Tôi mang theo đại sư đi vào. Chát cách lỗ ở bên cạnh nhìn không được hỏi. Cái này, hổ, cái gì mà công công đấy, mà công là thứ gì? Từ đông cười hắc hắc, nói, hợp thành nhân thận bảo kỳ thật chính là cách khoe thân thể, tên như ý nghĩa, là dùng bổ thận. Về phần công nha, chính là nam đồng tính, phụ trách làm chuyện này, chỉ cần làm được, là có thể đi vào bên trong. Sắc mặt chát cách lỗ đại sư biến hóa, mặc dù hắn không hiểu xã hội bên ngoài, nhưng từ đông vừa nói như vậy, hắn cũng hiểu được. Vậy cường công cuối cùng là cái gì? Yến Tiểu ất nhịn không được nói. Cường công, cường là cưỡng gian cường, mà thiên công chính là trời sinh đã là công từ đông quả thực quá tả ác trách không được anh ta là dâm hổ ngay cả những thứ này cũng làm được tôi hiện giờ đang cân nhắc có nên tiếp tục đi vào quán ba đồng tính hay không lão đại nếu không tôi mang anh đi quán ba khác nhé từ đông mỉm cười nói tiểu ất a hát hôm nay tôi muốn mang các người đi vào quán ba đồng tính để mở mang kiến thức thế nhưng mà đây là quán ba cao cấp nhất kinh thành các em gái đồng tính bên trong đều là cực phẩm hơn nữa tôi còn có biện pháp mời các nàng nhảy thoát y nếu như anh không có hứng thú, vậy thôi đi. Đại sư, chúng ta đi. Đừng, tôi cũng đi. Tiểu ất, trình độ của anh quá thấp, không phải là một bài diễn sao? Tôi không có vấn đề. Tề Nhạc vừa nói, đã tới bên người Từ Đông, với tư cách một tiểu lưu manh, hắn biết được nhảy thoát y trên sàn diễn là thế nào, lần này thật vất vả có cơ hội tới chỗ ăn chơi cao cấp nhất, hắn không muốn buông tha cho. Dù sao là từ Đông tính tiền, hai mắt yến tiểu ất hồng hồng, đó cũng không phải là bởi vì thương tâm, mà là ánh mắt sắc lang muốn bộc phát. Hóa, còn có múa thoát y, tôi đi, nhịn xuống vậy. Từ đông dẫn bọn họ đi tới trước một quán ba vắng vẻ, từ lối vào của quán ba, bộ dáng như giáo đường, cửa ra vào không có bất kỳ trang trí nào, phía trên có bốn chữ, gọi cả trai lẫn gái. Trước cửa, có hai tên nam tử đứng đó, tuy đều ăn mặc trang phục mùa đông, nhưng vẫn có thể nhìn rõ thể trạng của bọn họ, mắt nhìn thấy bọn người tề nhạc đi tới trước mặt. Hào quang trong mắt có một tia đề phòng, nam tử bên trái đưa tay ngăn cản, ngăn cản đường đi của bốn người, nói bốn vị các vị biết đây là địa phương nào không từ đông mỉm cười nói đương nhiên biết rõ hôm nay bốn đại tài tử kinh thành chúng ta cố ý tới đây chơi nam tử có chút bĩu môi nói vậy thì mời bốn vị chứng minh trước đi từ đông nháy mắt với bọn người tề nhạc bốn người xếp thành một hàng ngay cả chát cách lỗ đại sư cũng không ngoại lệ hắn không hiểu thế giới bên ngoài với tư cách một cao tăng không quan tâm thế gian những thứ đồ vật biểu tượng này hắn không quan tâm tự nhiên cũng không sao cả hồng trần mới lạ đây mới là mục đích lịch lãm của hắn. Càng trong hoàn cảnh phức tạp, Phật tâm của hắn càng lợi hại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện Tiên Hiệp Audio, nếu bạn thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 219, Eo Tốt 3 Eo Tốt, Thận Tốt, không cần hợp thành nhân thận bảo, tôi là công, công cường tráng, công vĩnh viễn, cường công, thiên công. Hai gã bảo vệ nhìn soi mói, bốn người chỉnh tề hài hòa làm ra những động tác kia, âm thanh của bọn họ không lớn, nhưng vẫn hấp dẫn không ít khách nhân lui tới trong lúc nhất thời các ánh mắt ái mỹ nhìn qua bọn họ hóa các người đứng là cường bốn người cùng công cùng thụ đúng là hiếm thấy mau vào đi thôi bảo vệ có chút không chịu nổi dù sao bọn họ chỉ là bảo vệ mà không phải đồng tính trong nội tâm yến tiểu ất sinh ra cảm giác hứng thú tiến lên một bước đưa tay đặt lên cơ ngực của bảo vệ bên trái anh đẹp trai anh thật cường tráng nha sắc mặt bảo vệ này đại biến vội vàng lui ra sau hai bước như tránh ôn dịch đừng sằng bậy, mời vào. Yến Tiểu ất học theo ngữ khí u oán của Từ Đông. Ma quỷ, Tề Nhạc thật sự có chút không chịu nổi, nhanh chóng kéo tay của hắn, đi nhanh vào bên trong. Trong nội tâm chát cách lỗ liền niệm A Di Đà Phật, thầm nghĩ, thế giới này đúng là quá nhiều tà ác. Đi vào quán ba, Tề Nhạc dùng sức vỗ bờ vai Yến Tiểu ất một cái. Ta kháo, anh thật sự là đồng tính sao? Yến Tiểu ất cười hắc hắc, nói, lão đại, anh không thấy chơi tốt sao? Diễn trò làm bộ nha, anh không thấy vẻ biến sắc của tên bảo vệ sao? Thật sự là quá buồn cười, xem ra thiên phú biểu diễn của tôi còn không tệ." Từ Đông tức giận nói, "Không tệ cái gì, còn không phải học của tôi, lần sau anh lại học theo tôi, lão nương sẽ liều mạng với anh." Hóa thực chịu không nổi hai người. Đại sư, chúng ta đi cùng chỗ đi, chúng ta thuần khiết như thế, chính trực như thế, thật sự không thích hợp ở cùng với hai người này." Tề Nhạc vội vàng trốn tránh tới bên cạnh chát cách lỗ, năng lực thừa nhận của hắn tăng mạnh nhưng cũng chịu không nổi cảnh này. Yến Tiểu ất cười nói, vừa rồi ai nói nhìn các em gái đồng tính ái muội mới kích thích, hiện tại lại biến thành người đứng đắn. Từ Đông nói, lão đại đúng là người đứng đắn, anh ta quá thuần khiết, thuần khiết như thiên sứ. Nhưng mà, là bầu trời, đi ị thì, chát cách lỗ nhìn về phía tề nhạc, nói, kỳ lân, tôi trước kia nghe một từ, dường như gọi là biến thái, có lẽ dùng để hình dung bọn họ bây giờ. Tề nhạc vốn lặng đi, ngay sau đó cười vang, đúng, đúng, đúng vậy, đúng là như vậy. Đại sư, ngài quá lợi hại, từ đông cùng Yến Tiểu ất biến sắc, từ đông nói. Được rồi, các người muốn đứng ở đây thì cứ việc, đi, chúng ta đi vào tìm chỗ ngồi. Xuyên qua cửa lớn, âm thanh kim loại nặng vang lên bên tai, ngọn đèn nhiều màu chiếu vào người, ánh sáng trong quán ba rất lờ mờ, từ bên ngoài nhìn không thấy lớn, nhưng bên trong lại lớn tới 2.000 mét vuông. Mà ánh đèn chiếu vào tường, mơ hồ có thể nhìn thấy thiết kế rất hoa lệ. Người trong quán ba không nhiều, ước chừng chỉ có năm thành khách nhân, chính giữa sàn nhảy, một ít nam nữ không ngừng uốn éo thân thể, cũng thỉnh thoảng phát ra vài tiếng gào thét. Vừa tiến vào nơi này, ánh mắt tề nhạc cùng Yến tiểu ất nhìn thẳng. Trong quán bar, nữ tính chiếm đa số, hiện tại là mùa đông, nhưng bên trong quán bar rất ấm áp, những nữ nhân mặc rất ít quần áo, đại bộ phận đều để lộ đôi chân thon dài của mình. Trong âm thanh kim loại nặng nề, ánh đèn chiếu rọi, càng tăng thêm hào khí yêu dị. Đúng như lời từ Đông đã nói, nữ nhân ở đây đa số dùng cực phẩm để hình dung, ít nhất cũng là mỹ nữ cấp khát vọng nhất là dáng người các nàng, càng hấp dẫn ánh mắt. Khá tốt hiện giờ năng lực khống chế của tề nhạc rất mạnh, nếu không, chỉ sợ nước miếng cũng chảy xuống rồi. Lão đại, anh mau nhìn, dáng người cô gái mặc áo đỏ mới hấp dẫn kia. Anh nhìn eo, eo nhỏ nhắn thế kia, một tay của tôi có thể nắm được đấy. Ánh mắt sắc lang của Yến Tiểu ất nhìn qua. Không, tôi cảm thấy bên kia mới tốt, chính là em gái nước ngoài, anh nhìn dáng người kia, kỹ thuật nhảy, quả thực quá bổng. Chúng ta đi cua đi, tuy đều là đồng tính luyến ái, nhưng nhìn bề ngoài chắc là song lưỡng tính, nhất định cũng rất thoải mái. Tốt, chúng ta cùng đi, từ đông nhìn qua hai gia hỏa này quên tồn tại của mình, lớn tiếng nói. Được rồi, chúng ta tìm địa phương ngồi đi, sau đó các anh hãy đi. Âm thanh trong quán ba quá lớn, không giống lên rất khó nghe được. Hiển nhiên chát cách lỗ mới nhìn tràng cảnh này lần đầu, nhìn thấy dáng người chập trần đó, nhìn qua mông ngực sóng sánh, hai mắt của hắn không dám nhìn nữa, không ngừng niệm kỹ A-di-đà-phật, trong nội tâm thầm nghĩ, hồng trần quả nhiên hấp dẫn người ta khá tốt phật tâm của mình đủ kiên định bốn người ngồi lên dãy ghế xung quanh sàn nhảy cởi áo khoác dày đặc của mình ra một thiếu nữ mặc trang phục thỏ đi tới nàng mặc váy ngắn chỉ miễn cưỡng che mông lại nhưng ngồi ở chỗ này lại có thể nhìn thấy rất rõ tiểu ất ghé vào tai tề nhạc nói là màu trắng phẩm chất phục vụ không tệ nha từ ca tìm địa phương này xem như không tệ nhân viên phục vụ như không nhìn thấy ánh mắt của bọn họ vì muốn bọn họ nghe lời nói của mình cúi thân xuống nói bên tai chát cách lỗ bốn vị muốn uống cái gì làn gió thơm thổi vào mặt dọa chát cách lỗ nhảy dựng lên sắc mặt lập tức đỏ thấm khá tốt ánh sáng trong quán ba khá mờ nói cái này hỏi bọn họ đi nói xong chìa chìa từ đông tiểu ất cười nói vẫn là đại sư có sức hấp dẫn mạnh anh em em gái này hỏi đại sư trước tiên nha tề nhạc cười hắc hắc nói đó là đương nhiên nếu bàn về đẹp trai nhất định là đại sư đúng là như thế tuy chát cách lỗ là người xuất gia nhưng lại không thể không thừa nhận tướng mạo của hắn phi thường anh Tuấn, hoặc nói là Tuấn Tú. Hơn nữa từ nhỏ tu luyện Phật hiệu, trên người có khí thức ôn hòa, bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn, đều sinh ra cảm giác như tắm trong gió xuân. Từ đông nhìn nữ phục vụ nói, cho chúng ta đến một chai hoa sĩ, phải là 18 năm, lại một chai rách đa thêm một ly nước dưa hấu. Sau đó là mâm đựng trái cây, chỉ những thứ này. Nữ phục vụ mỉm cười, nói, cảm ơn ngài, tổng cộng là 4.860 nguyên tề nhạc phi thường mẫn cảm với con số nghe được tiêu phí do nữ phục vụ nói ra lập tức giật mình chừng to mắt nhìn qua yến tiểu ất nói mắc như vậy không phải là hai chai rượu với nước trái cây thôi sao yến tiểu ất nói nơi này là như thế nếu là rượu bình thường một phần ba giá cả là bình thường lão đại tiêu phí ở nơi này rất cao đấy anh không cần giật mình từ đông trả tiền nữ phục vụ không lâu sau đã bưng hai chai rượu tay và một ly nước dưa hấu lúc này ánh mắt tề nhà cùng yến tiểu ất nhìn qua đám người một bên nhìn một bên bình luận cấp bậc các mỹ nữ ánh mắt của hai người tràn ngập lưu manh nước miếng đã chảy xuống từ đông rót rượu cho ba người nhìn chát cách lỗ mỉm cười nói đại sư ngài cảm thấy nơi đây thế nào chung quanh không có người ngoài hắn dùng năng lực truyền âm nhập mật nương theo vân lực truyền âm thanh vào tai chát cách lỗ bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện tiên hiệp audio nếu bạn thấy hay hãy like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé